Dưới tán cây bàng già trước sân của một khu chung cư cũ, có hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau. Đứa lớn hơn cất giọng kiên định. Em yên tâm, anh sẽ là chỗ dựa của em. Đứa nhỏ hơn nghe vậy thì cúi gằm mặt. Cậu vẫn ngồi trên một tấm ván trượt đá cũ mềm. Khóe mắt ươn ướt, giọng lý nhí. Sống dựa vào một ai đó sẽ không thoải mái đâu. Thằng bé lớn nghe vậy thì gắt lên em có thể thôi đi được không dựa vào ai đó thì đã làm sao chẳng lẽ điều đó làm em bận lòng đến vậy sao nước mắt của đứa nhỏ đã bắt đầu rơi nó nức nở phải rất bận lòng vì anh không phải là em vì chúng ta giống nhau nhưng anh tự do còn em phải dựa vào những thứ này nói xong thằng bé lại cúi đầu xuống mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm vạt áo đã cũ tùng nhìn em Cậu không hiểu tại sao mỗi lần cậu nói đến chuyện này là em trai cậu. Bách lại phản ứng như vậy. Bách quỳ xuống tấm ván trượt đã nhắn thín theo thời gian bằng hai đầu gối đã chai sần. Cậu dùng hết sức tháo đôi tay giả rồi chia ra hai cẳng tay cụt lộn của mình trước mặt Tùng. Cậu hét lên. Nếu anh có những thứ này thì anh sẽ hiểu. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Nói xong, cậu lặng lẽ dùng đầu gối và hai cẳng tay cụt lụn, khó nhọc đẩy chiếc ván trượt rời đi. Mặc cho Tùng vẫn đứng ngơ ra nhìn theo bóng lưng của em. Sống một cuộc sống mặc cảm hơn 10 năm nay, Bách luôn đau đớn mỗi lần đối diện với chính hình ảnh của mình trong gương, đối diện với người anh song sinh của cậu. Đôi vai gầy khẽ run lên, Bách mím chặt môi, mở to mắt nhìn vô hồn về phía xa xăm. Chân và tay không ngừng đẩy mình về phía trước. Đã rất lâu lắm rồi, cuộc sống của cậu gắn liền với chiếc ván trượt này. Chiếc ván mà bố đã đóng cho cậu để cậu có thể di chuyển mà không cần người trợ giúp. Cậu nét vào một góc hành lang cũ, đôi mắt nhìn cánh tay cụt lộn và đôi chân bị cụt đến tận đầu gối của mình. Sự tủi thân và bất lực bắt đầu nuốt chửng tâm trí non nớt của Bách. Cách đây 15 năm, một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc chào đón một cặp sinh đôi đến với thế giới này. Hai đứa bé bụ bẫm và khỏe mạnh là niềm hạnh phúc và là tất cả hy vọng của cặp vợ chồng trẻ. Người chồng trẻ nói với vợ, anh sẽ đặt tên con là Thanh Tùng và Thanh Bách. Tùng, Bách, chúng sẽ luôn sống kiên định, vững vàng, mạnh mẽ, sống bất khuất, là chỗ dựa vững chãi chắc chắn cho người khác. Người mẹ trẻ khẽ gật đầu, cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán của cậu con trai. Một nhà bốn người sống với nhau hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ giản dị ở thành phố Hà Nội. Bố của chúng chạy taxi nuôi cả nhà, người mẹ trẻ nhận khâu vá quần áo ở nhà. Thời gian của bà phần lớn dành để chăm sóc cho hai con trai. Cuộc sống dẫu không sung túc nhưng vẫn luôn ngập tràn tiếng cười. Ngày tháng cứ như vậy êm đềm trôi qua hai đứa trẻ dần lớn lên kháu khỉnh và khôi ngô chúng luôn nhận được ánh nhìn chiều mến của người lớn khi ấy bách vẫn là một đứa trẻ bình thường lành lặn cậu không hề bị đem ra so sánh với tùng vì hai đứa giống nhau như hai giọt nước chúng cùng nhau vui đùa và nghịch ngợm mỗi tối mẹ sẽ ôm hai anh em vào lòng thủ thì kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích với những bà tiên nhiệm màu chúng sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ với những cuộc phiêu lưu trong giấc mơ non nớt của mình. Rồi cho đến khi cả hai lên bốn, sức khỏe của Bách yếu đi, cậu hay bị đau chân tay, chóng mặt và mệt mỏi. Cậu cũng thường vì đau mà từ chối chạy nhảy với lũ bạn trong xóm. Bách cũng thường bị sốt cao, mẹ và bố cậu lo lắng, nhưng chỉ nghĩ là cảm sốt thông thường nên cho cậu uống vài hôm lại khỏi thế nhưng càng ngày bách càng bị sốt nhiều hơn chân tay thường xuyên đau nhức hôm ấy bách sốt rất cao cả đêm cậu dường như không ngủ được luôn miệng kêu đau mẹ cho cậu uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không đỡ bố mẹ sốt ruột liền đưa cậu vào bệnh viện khám khi hạ sốt sau bác sĩ yêu cầu gia đình nên làm xét nghiệm sau nửa ngày chờ kết quả bác sĩ gọi bố mẹ cậu vào phòng nhìn cặp vợ chồng trẻ, người bác sĩ thở dài. Con trai của anh chị được chuẩn đoán là mắc bệnh viêm tủy xương. Hiện tại khối viêm được phát hiện ở cả hai tay và hai chân. Cần phẫu thuật cắt bỏ cả bốn chi để giữ tính mạng cho cháu. Nghe đến đây, bố mẹ của Bách tưởng chừng như không tin vào tai mình. Một cú sốc dành cho đôi vợ chồng trẻ nước mắt người bố không thể rơi vì đã bị nghẹn đắng nơi cổ họng người mẹ trẻ chỉ biết ôm mặt khóc bác sĩ ôn tồn gia đình hết sức bình tĩnh nếu đồng ý thì nên cho cháu mổ ngay nếu không ổ viêm lan rộng thì e rằng cả tính mạng cũng khó giữ vị bác sĩ nói rất nhiều rất nhiều nhưng người mẹ trẻ chỉ đứng lắc đầu khóc lóc xót thương cho con trai mình cả hai vợ chồng đành cắn răng ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho con trai. Dù sao cần phải quyết định cứng rắn để giữ được mạng sống cho Bách. Cuộc phẫu thuật được diễn ra trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Mẹ Bách đứng bên ngoài cửa phòng mổ liên tục cầu nguyện. Bố của cậu thì chỉ ngồi lặng im, đôi mắt của ông như dán chặt vào cánh cửa trước mặt. Cuối cùng, sau bao nhiêu giờ chờ đợi, bác sĩ bước ra thông báo ca phẫu thuật thành công. Bố mẹ có thể vào thăm cậu sau khi được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu. Người mẹ trẻ run rẩy đứng không vững khi đứng trước phòng bệnh của con. Bố của Bách nắm lấy tay vợ, không ngừng chấn an. Không sao đâu em, thằng bé cứng rắn lắm, nó sẽ không sao đâu. Cửa phòng bật mở, người mẹ trẻ mặt mày tái nhợt và ngất xỉu. Chắc cô không thể chịu được cú sốc này nằm trên giường bệnh với đủ loại máy móc xung quanh. Bách được chụp một ống thở oxy. Từ một đứa bé lành lặn, bây giờ Bách nằm lặng yên trên giường bệnh, mắt khép hờ. Tay và chân của cậu bị cắt cụt đến khuỷu, băng cuốn chặt trắng xóa. Người bố nhìn con trai, trái tim của anh thắt lại, những giọt đắng chát của người đàn ông rơi xuống. Nhưng anh biết bây giờ mình phải thật mạnh mẽ để lo cho vợ con mẹ bách tỉnh lại cô ngồi bên giường bệnh nước mắt không ngừng rơi vậy là giờ đây con trai cô đã trở thành người khuyết tật nỗi đau này không có gì diễn tả được bách tỉnh lại cậu nhìn cánh tay bị cắt cụt của mình thì hoảng hốt hỏi mẹ mẹ ơi tay của con đâu câu hỏi ngô nghê của cậu bé mới lên bốn mà sao lại đau đến thắt ruột gan mẹ của cậu không thể trả lời được câu hỏi của con trai bà chạy vụt ra ngoài ôm ngực khóc những cơn đau sau phẫu thuật hành hạ bách cậu bé hét lên đau đớn mỗi ngày tiếng hét đau đớn non nớt nghe mà xé lòng nhưng đây là sự thật mà cậu và gia đình sẽ phải chấp nhận dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn chi phí của ca phẫu thuật cho bách rất lớn với thu nhập của bố bách thì không thể xoay sở kịp. Hai vợ chồng đành phải bán căn nhà nhỏ, bán cả chiếc xe là phương tiện để mưu sinh kiếm sống của cả nhà. Gia đình rơi vào túng quẫn, con trai thì vẫn phải sống nhờ vào những thiết bị đắt đỏ trên giường bệnh. Vào lúc tuyệt vọng nhất thì bác sĩ phụ trách xuất hiện. Ông trình lại dây truyền dịch cho Bách rồi nói. Biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã đề xuất trường hợp của cháu Bách lên lãnh đạo của bệnh viện. Thật may mắn, cháu Bách đã được lãnh đạo bệnh viện hỗ trợ một phần chi phí. Bên cạnh đó, có một mạnh thường quân đã hứa sẽ hỗ trợ nuôi cháu đến năm 18 tuổi. Mẹ của Bách mừng rỡ, cô dối rít cảm ơn bác sĩ. Thế nhưng xe cũng đã bán, nhà cũng không còn, vậy biết lấy gì để sống đây? Người bố bàn với vợ, có lẽ các con đành phải để em chăm sóc. Thằng Bách cũng đã dần ổn hơn rồi. Anh phải đi làm để kiếm tiền thôi. Chúng ta chẳng thể vay mượn được ở đâu nữa rồi. Người phụ nữ chỉ mới độ 30, nhưng chỉ sau một tháng ngắn ngủi đã gầy sọp và già hẳn đi. Cô đưa đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy lo lắng nhìn chồng. Anh định làm gì bây giờ? Xe cũng đã bán rồi. Anh thở dài. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi em ạ, à. anh sẽ về quê làm thuê cho xưởng cưa của chú Tám. Công việc có khó khăn nhưng lương cũng ổn. Em phải ở lại đây để thằng Bách bình phục đã. Vậy là ngày hôm sau, bố Bách về quê làm thuê, mẹ của cậu đón Tùng vào viện. Hai đứa trẻ lớn lên trong bệnh viện, ăn cơm bệnh viện, ngủ cùng bệnh nhân. Dường như nơi đây chính là nhà của chúng. Kể từ khi cha chúng về quê làm thuê kiếm tiền để trang trải cuộc sống, để lại mình mẹ ôm hai đứa con thơ. Chúng dần quen với cuộc sống với bốn bức tường màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Những bữa cơm tử thiện mà mẹ xếp hàng dài dưới cái nắng nóng của Hà Nội nuôi chúng lớn. Mẹ không dám hoang phí dù chỉ một đồng, nhận những đồng tiền nhăn nhúm được xếp cẩn thận mà chồng gửi từ quê lên. Cô biết đây là những đồng tiền mồ hôi xương máu của chồng. Cô nào đâu dám tiêu cho mình một đồng nào bách dần quen với việc cậu đã không còn tay còn chân cậu hồn nhiên vui đùa với anh trai tùng cũng rất thương em cậu bé luôn nhường nhịn và giúp mẹ chăm sóc em hai đứa trẻ nhận được nhiều tình yêu thương từ những người bệnh ở dăm bữa nửa tháng ánh mắt của mọi người nhìn cậu chiều mến biết bao cũng có người rơi nước mắt có người ôm cậu vào lòng có người cho cậu rất nhiều đồ chơi quần áo nhưng rồi họ cũng ra về lãng quên cậu bé không có tứ chi. Ai cũng thương mẹ con họ, nhưng càng ngày thứ tình thương ấy khiến Bách cảm thấy mặc cảm hơn. Cậu luôn có cảm giác mình đang được thương hại. Từ một đứa bé năng động hoạt bát, Bách giờ đây trở nên ít nói. Cậu thường ngồi im lặng hàng giờ để nhìn vào vô định. Bách khép kín và luôn né tránh ánh mắt của mọi người. Những cơn đau nhức vẫn hành hạ cơ thể nhỏ bé non nớt ấy mỗi đêm đã lâu lắm rồi bách chưa có một giấc ngủ ngon cậu gầy gò hẳn đi đôi mắt lanh lợi trước đây giờ như chất chứa một nỗi buồn khó tả nhìn mẹ vất vả chăm sóc cho mình bách cảm thấy không cam lòng cậu bé năm tuổi ấy bắt đầu học cách tự mình di chuyển tự mình vệ sinh những ngày đầu dù cậu có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể di chuyển được cậu cố gắng lết đi bằng đôi chân cột ngủn cậu ngã sóng xoài ra nền đất, khuỷu tay khuỷu chân chảy xước. Mẹ ôm cậu vào lòng, rơm rớm nước mắt. Con trai, có mẹ ở đây rồi. Con không cần phải khổ sở như vậy đâu. Bách nhìn mẹ, cậu mím chặt môi, đôi mắt hiện lên sự quyết tâm. Ngày qua ngày, cậu cố gắng lặp đi lặp lại từng động tác. Vậy là sau bao nhiêu ngày cố gắng, những lần bị chuột rút đầy đau đớn, Cậu bé 5 tuổi đã có thể dùng cánh tay để kẹp đồ ăn, kẹp những thứ mình muốn. Cậu cũng đã bắt đầu lết đi được từng quãng ngắn. Mẹ ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu. Con là cậu bé giỏi nhất. Con là niềm tự hào của mẹ. Họ được xuất viện về nhà, nhưng nhà đã bán. Mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cuối cùng vì thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con, một cặp vợ chồng già đã cho họ thuê lại một căn nhà trong một khu chung cư cũ với giá rẻ. Mẹ dẫn hai anh em về nhà mới. Tùng reo lên. Cao quá mẹ Căn nhà nằm ở tầng 3, không quá cao đối với người bình thường, nhưng lại là thử thách đối với người khuyết tật như Bách. Thế nhưng mẹ chẳng thể nào tìm được chỗ nào tốt hơn. Mẹ cúi xuống hôn lên chán Bách một thời gian nữa mẹ sẽ tìm một căn nhà khác tốt hơn để con có thể dễ dàng xuống sân chơi đùa nhé bách gật đầu cậu biết mẹ đã rất cố gắng vì cậu tùng nghe mẹ nói vậy thì chạy tới vỗ ngực mẹ yên tâm con sẽ cõng em xuống sân chơi và đi dạo mẹ nhìn đứa con trai lớn gật đầu chịu mến tùng của mẹ giỏi lắm sau này phải nhờ con chăm sóc cho em giúp mẹ rồi cố lên nhé con trai Bố lên thăm ba mẹ con, thấy bách lết đôi chân cụt đầy khó khăn và chậm chạp. Bố bắt tay vào đóng cho cậu một cái ván trượt để cậu đỡ mất sức và đi nhanh hơn. Bách vui lắm, cậu ngắm nghía chiếc ván hồi lâu. Bố vỗ vai cậu. Con là một chiến binh dũng cảm nhất mà bố biết đấy. Bách cười toe, nụ cười hồn nhiên ấy khiến ai nhìn thấy cũng có chút nhói lòng. Hai đứa trẻ bắt đầu tới trường với đôi tay không lành lặn của mình, Bách rất khó khăn khi cầm bút viết. Thế nhưng bù lại, cậu lại rất thông minh và sáng dạ. Ở trường ai cũng quý mến cậu. 9 năm liền, Bách đều được giấy khen của nhà trường vì thành tích học tập tốt. Mặc cho đôi tay tận nguyền, làm cậu luôn viết bài chậm hơn các bạn trong lớp. Bách rất thích đọc sách, cậu có thể ngồi hàng giờ để đọc một cuốn sách. Sách ở thư viện của trường đều bị cậu đọc hết. Bách chủ động mượn sách của các bạn để đọc Giờ ra chơi thay vì nô đùa với các bạn Bách lại chọn ngồi im lặng trong lớp Để lật dở những trang sách Dường như ở đó Bách mới tìm lại thấy được chính mình Và được là một người bình thường Được hóa thân vào những cuộc đời mới Thế nhưng Sau khi học xong cấp 2 Có thành tích tốt Nhưng không có trường cấp 3 nào muốn nhận cậu vào học Bách buồn lắm Mẹ của cậu cầm hồ sơ của con đi khắp nơi nhưng đều nhận được những cái lắc đầu từ chối. Lý do là với khiếm khuyết của mình, Bách sẽ không thể theo kịp được tốc độ của các bạn trong lớp. Hiệu trưởng nhìn người phụ nữ khắc khổ trước mặt, lòng ông có chút xót thương. Tôi nghĩ là chị nên tìm các trường cho trẻ khuyết tật, như vậy sẽ tốt hơn cho thằng bé. Mẹ là người biết rõ nhất nỗi mặc cảm và tự ti của con mình. Bà cũng là người biết rõ nhất cậu đã vui sướng như thế nào khi được đứng cạnh những người bạn lành lặn, được đối xử như một người bình thường. Suốt 9 năm qua, cậu đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh trai có thể đi ngủ vào lúc 9 giờ tối, nhưng bàn học của Bách luôn sáng đèn đến hơn 11 giờ. Cậu nắn nót từng con chữ, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng. Mỗi sáng sớm đều dậy sớm để cùng anh trai tới trường, vì không muốn mẹ vất vả nên từ năm học lớp 5, Bách đã tự đến trường mà không cần mẹ phải đưa đi, bằng chiếc ván trượt bố đóng cho. Bách chậm chậm tiến về phía trước, nụ cười tươi cùng ánh mắt đầy nghị lực. Mẹ bật khóc. Nếu bây giờ đưa cậu vào trường dành cho trẻ khuyết tật, liệu cậu có chấp nhận nổi không? Điều đó có phải là đã phủ nhận hết những cố gắng để trở nên bình thường của cậu bé suốt 9 năm nay không? Sự thật này mẹ không biết phải nói với cậu như thế nào Bách ngồi trên bậc cửa Cậu ngóng chờ bóng mẹ về Không biết đã bao nhiêu ngày cậu ngồi ngóng mẹ như vậy rồi Kỳ nghỉ hè đang dần trôi qua Ngày nhập học cũng đã gần kề Tùng cũng đã nhận được giấy báo nhập học Của một ngôi trường top đầu thành phố Chỉ còn Bách là vẫn ngồi chờ mong có một ngôi trường chấp nhận cậu Thấy em ngồi ngẩn ngơ tùng tiến lại vỗ vai em không sao đâu em đừng lo em học còn tốt hơn cả anh cơ mà chắc lần này em sẽ được nhận thôi bách mỉm cười nhìn anh vâng mong là vậy ạ à. chiều tối cuối cùng mẹ cũng đã về nhìn thấy con trai bà có chút giật mình lạng tránh bách hồ hởi hỏi mẹ sao rồi ạ à? con có được nhận không bà mẹ cười những nếp nhăn sớm đã hẳn sầu nơi khóe mắt họ bảo sẽ xem xét con ạ à, khi nào có kết quả sẽ thông báo sau tùng nhìn gương mặt thoáng có chút buồn của em cậu cố gắng động viên chắc chắn lần này sẽ được đấy anh em mình sớm thôi sẽ lại được đi học với nhau bách khẽ gật đầu tối đó đang ngủ say thì bách cảm thấy hơi khát nước cậu tỉnh dậy và cố lần mò trong bóng tối để đến bình nước vì không muốn đánh thức mẹ và anh trai bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc bách cố lắng tai nghe là tiếng khóc của mẹ mẹ đang gọi điện thoại cho ai đó giọng mẹ nức nở em không thể nói với con sự thật được anh ạ à. nhìn khuôn mặt mong chờ của nó là em chẳng thể nào nói được thì ra mẹ nói chuyện với bố bách nghe giọng của bố vọng lại qua điện thoại con đã lớn rồi, nó phải quen với những sóng gió thôi em. Con của chúng ta nó sẽ vượt qua được thôi. Em đã cố gắng hết sức, em đã đến tất cả các trường cấp 3 trong thành phố nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đây là trường cuối cùng rồi, họ cũng từ chối. Thẳng Bách chắc nó phải học trường dành cho người khuyết tật thôi anh ạ. Bách run rẩy khi nghe mẹ nói, khuôn mặt của cậu thất thần, Bách trở lại giường Cả đêm hôm ấy cậu không ngủ được Sáng hôm sau Trong bữa ăn Bách nói với mẹ Con không đi học nữa đâu mẹ ạ Mẹ giật mình nhìn cậu Bà lắp bắp Con nói gì vậy Sao con lại không muốn đi học nữa Bách cúi gằm mặt Mẹ đừng giấu con nữa Con đã biết hết rồi Chẳng có ai muốn nhận con cả Khuôn mặt của mẹ tái xanh Bà vội buông đũa chạy đến ôm chầm lấy cậu con đừng nói vậy Mẹ sẽ cho con học ở một ngôi trường dành cho người khuyết tật tốt nhất Con nhé Bách lắc đầu Cậu khóc nức nở Cậu không muốn đến trường dành cho người khuyết tật Tùng ngậm ngồi nhìn em Cậu hiểu vì sao em trai lại cư xử như vậy Ngày trước Bách đã từng bị một nhóm bạn trêu chọc Hôm ấy Tùng phải tập văn nghệ Nên Bách về trước Nhóm bạn đã chặn đường và chửi bới Bách Một người bạn đã nói rằng Mày cút về chỗ của mày đi chỗ này không dành cho mày bọn cụt như mày phải ở cùng một chỗ với nhau lúc đó bách đã hét lên tao chẳng làm sao cả tao sẽ ở đây ta là người bình thường sau đó cậu bị nhóm bạn đánh đập may sao người đi đường nhìn thấy đã can ngăn kịp thời bách chỉ bị thương nhẹ chuyện này mãi sau này tùng mới được một người bạn kể lại có lẽ khát khao được là một người bình thường quá lớn khiến bách không thể chấp nhận được sự thật này mẹ và tùng đã khuyên bách hết lời nhưng bách nhất quyết không nghe cậu chùm kín chăn không muốn nói chuyện với ai hết cách mẹ đành chiều theo ý cậu ngày tùng nhập học bách ở trong chăn khóc đến nghẹn ngào nhìn bờ vai gầy của cậu run lên mẹ đỏ hoe mắt tùng tự nhủ cậu sẽ cố gắng thay cả phần em sẽ là chỗ dựa cho mẹ và em trai mình một năm sau gia đình họ chuyển ra ngoài Họ thuê một phòng trọ gần chỗ Tùng đi học Mẹ nhận sửa quần áo tại nhà Bên chiếc bàn con con Và ánh đèn leo lét từ chiếc đèn bàn cũ Mẹ lọ mỏ sâu chỉ may vá Số tiền sửa quần áo của mẹ tại nhà cũng bấp bênh Tháng có tháng không Cũng chỉ đủ để mua chút thuốc bổ cho Bách Mạnh thường quân sẽ chu cấp cho Bách mỗi tháng 2 triệu Để sinh hoạt Cộng với tiền lương của bố là hơn 10 triệu nữa nhưng số tiền này là không đủ để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành phố. Tùng cũng đã học cấp 3, chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Vậy nên cậu phải đến những lớp học thêm buổi tối. Để con không phải thua thiệt với bạn bè, nên mẹ bàn với bố cho một lần gọi về. Anh này, thằng Tùng nó cũng đã học cấp 3, học phí đắt đỏ quá anh ạ. Em tính thế này, hay em bán buôn cái gì đấy kiếm thêm đồng ra đồng vào cho con đi học. Bố nghe mẹ nói vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, tiếng thở dài vọng qua đầu dây bên kia. "Nhưng sức em có làm được không? Anh chỉ sợ em vất vả." "Mẹ quả quyết. Được anh ạ, à, vì con mình cố gắng một chút." Thế là mẹ mua lại một cái xe đẩy cũ của bà bán nước đầu ngõ. Bà cụ chép miệng. "Đáng lẽ tôi phải bán giá cao hơn cơ, cái xe còn mới." Thằng con trai mới đóng cho tôi năm ngoái chứ đâu Nhưng giờ tôi già rồi Lừng đau quá Không bán buôn gì được nữa Thôi thì thương thằng Bách Tôi bán rẻ cho đấy Mẹ cúi đầu cảm ơn bà cụ dối rít Vậy là từ đó mẹ cậu kiếm thêm tiền Bằng chiếc xe đẩy bán nước Và đồ ăn vặt ngoài vỉa hè Trước cổng trường của Tùng Dù nắng hay mưa Bà vẫn tần tạo ngồi đấy Người mẹ nghèo chỉ học hết cấp 3, chập chững biết hết mặt chữ thì nghỉ học vì gia đình quá nghèo. Bởi thế, Tùng chính là niềm hy vọng của bà, một đứa con trai lành lặn, khỏe mạnh, khôi ngô. Rồi cái tuổi bắt đầu xuất hiện những cảm xúc rung động đầu đời đến. Vì Tùng học hành rất khá và cũng khôi ngô nên không ít bạn nữ viết thư tỏ tình với cậu. Nhưng cậu chỉ để ý duy nhất một người, là Khả Hân. Tự lúc nào không hay, cậu đã dành một chỗ trong trái tim mình cho cô bạn học chung lớp này. Ngày đầu tiên, nhập học, Tùng đang đứng ở hành lang để chờ nhận lớp thì nghe tiếng gọi. Thanh Tùng, là cậu phải không? Tùng quay lại theo tiếng gọi, một cô bé với mái tóc đuôi ngựa được cột cao đang vẫy tay với cậu. Nụ cười với chiếc má lúm và đôi mắt to tròn khiến Tùng có chút loạn nhịp. Tùng thất thần hồi lâu, cô bé đã chạy tới từ bao giờ? Cô hỏi, Tùng cũng học ở đây hả? À? Mặt Tùng đỏ lên, cậu ấp úng. Cậu là Cô bé cười toe. Tớ nè, Khả Hân nè, cậu không nhận ra tớ à? Tùng ngạc nhiên, khuôn mặt này, giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng cậu vẫn không nhớ ra là ai. Cô bé thấy Tùng vẫn không nhận ra mình thì xị mặt Khả Hân, phòng bệnh 301 này, nhớ chưa? Mặt Tùng sáng rỡ. Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi, là cô bé nằm chung phòng bệnh với bác ngày trước. Nhưng Hân bây giờ lạ quá, làm cậu không nhận ra. Hân bị bệnh tim bẩm sinh, trong thời gian chờ được phẫu thuật, cô bé được nằm ghép chung phòng bệnh với em trai cậu. Hân ngày đó nhỏ thó, lại gầy gò ốm yếu, khuôn mặt hốc hác tiểu tụy của cô khiến ai cũng xót xa tùng thường bày trò để chơi cùng hân và em trai cả ba đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vô tư trong bệnh viện sau này hân ra viện trước cả ba cũng mất liên lạc từ dạo đó nhưng cô bé đứng trước mặt tùng bây giờ lạ quá vẫn lúm đồng tiền ấy nhưng khuôn mặt lại bầu bĩnh xinh xắn mái tóc đuôi ngựa được thắt một dải duy băng màu hồng cứ nhún nhảy theo từng bước chân tùng mỉm cười à tớ nhớ ra rồi là khả hân hân cười tít mắt cô bé hỏi tùng hôm nhận được danh sách trúng tuyển nhìn thấy tên cậu là tớ đã ngờ ngợ rồi không ngờ là cậu thật hình như cậu học chung lớp với tớ đấy trùng hợp quá trùng hợp thật hân bỗng nhìn quanh rồi nhìn tùng bách đâu hả tùng nhắc đến bách cậu có phần lúng túng tùng ậm ừ hồi lâu rồi nhỏ giọng bách không đi học nữa hân ngạc nhiên Sao vậy? Tùng chưa kịp giải thích cho Hân thì cô giáo đã xuất hiện. Đọc tên các bạn đến nhận lớp. Sau khi ra về, Hân lại chạy tới níu tay Tùng. Cậu kể chuyện của bác cho tớ nghe được chứ? Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hân, Tùng đành gật đầu. Dưới gốc cây phượng già trong sân trường, Hân ngồi ngay ngắn cạnh Tùng. Cô bé im lặng nghe câu chuyện của một người bạn cũ. Tùng vừa kể xong cũng là lúc đôi mắt của Hân đỏ hoe. Cậu ấy là một chàng trai mạnh mẽ nhất mà tớ biết. Tùng nhìn thấy giọt nước mắt trên đôi má bầu bĩnh của Hân thì có chút luống cuống. Cậu vội đưa cho Hân chiếc khăn của mình. Thằng bé rất mạnh mẽ nên cậu không phải lo đâu. Còn có tớ, tớ sẽ chăm lo tốt cho bách mà. Hân lau nước mắt, cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn Tùng. Hôm nào cậu dẫn tớ đến gặp bách được không? Tùng gật đầu. Kể từ giây phút đó, trái tim của một chàng trai mới lớn đã khẽ lạc nhịp. Hân gặp lại Bách vào một ngày hè nắng trói trang. Bách đang ngồi bên bệ cửa đọc sách, thì Hân bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngưng động, cho đến khi Bách cất tiếng. Là Hân phải không? Bách đã nhận ra cô bạn thổi nhỏ ngay từ ánh nhìn đầu tiên hân khẽ gật đầu rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu là tớ nè thật tốt quá tớ được gặp lại cậu rồi bách đột nhiên thốt lên cậu xinh quá suýt nữa tớ đã không nhận ra đấy hân cười cô bé nhìn gương mặt thân thuộc của bách rồi bật khóc khiến bách bối rối tớ xin lỗi tớ chỉ đùa cậu thôi dù thế nào tớ vẫn nhận ra cậu mà vẻ luống cuống của bách làm hân vui vẻ cô bé lau nước mắt rồi ngồi xuống cạnh bách không phải tớ khóc vì cậu không nhận ra tớ đâu tớ khóc là vì vui đấy mà hân ríu rít kể cho bách nghe những câu chuyện ở ngôi trường mới những người bạn mới về những gì cô bé đã trải qua suốt thời gian qua hai người bạn đã gần chục năm không gặp nhưng dường như giữa họ chẳng có chút gì gượng gạo bách vẫn như trước đây ngồi lặng im nghe hân kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất lâu lâu cậu sẽ bật cười vì sự pha trò của hân từ hôm đó cứ cuối tuần là hân lại xin mẹ đến chơi với bách cứ thành lệ mẹ của bách sẽ nấu thêm vài món ngon để hân cùng ăn cơm tùng tiễn hân một đoạn trên con đường nhỏ dợp bóng hoa bằng lăng tùng ngập ngừng hỏi sống dựa vào một thứ gì đó mệt mỏi không hân hân chẳng ngạc nhiên với những câu hỏi không đầu không cuối của tùng cô bé xoa xoa bàn tay một lúc rồi trả lời dĩ nhiên là có rồi như hân nè sống dựa vào thuốc nếu không có thuốc hân có thể ra đi bất cứ lúc nào điều đó làm hân cảm thấy chẳng được tự do và mệt mỏi vô cùng nụ cười nhạt mang chút vẻ buồn buồn hiện lên trên gương mặt hiền lành của hân tùng thở dài nghĩ ngợi Vậy chẳng nhẽ cứ phải sống trong mệt mỏi Nếu mình bắt buộc phải dựa vào thứ gì đó cả đời sao Hân bật cười Cũng tùy lúc thôi Như Hân này Có những lúc chán ghét những viên thuốc vô cùng Chúng đắng ngét và chẳng ngon chút nào Những lúc Hân đang chơi hay học bài Mẹ sẽ dục Hân đi uống thuốc Lúc đó thực sự mệt mỏi Nhưng khi Hân đau đớn Những viên thuốc lại là thứ duy trì Tiếp thêm sự sống cho Hân tùng ngắt một nụ hoa bằng lăng cậu đưa nó cho hân cô bé thích thú ngắm nhìn những cánh hoa màu tím đang lấp ló bên trong tùng thở dài giá như bách nghĩ được như cậu thì tốt quá nhắc đến bách bước chân của hân có chút khựng lại bách làm sao cậu ấy có chuyện gì sao sự lo lắng hiện trên gương mặt của hân tùng nhìn hân rồi thở dài hôm qua hai anh em tùng lại cãi nhau dạo này tính nó kỳ cục lắm toàn nói nhảm những chuyện không đâu hân ngước nhìn tùng tùng đừng trách bách hân rất hiểu những gì bách phải chịu vì hân cũng từng như vậy tùng không đáp cậu im lặng có lẽ cậu đã sai cậu chẳng thể nào hiểu được nỗi đau mà suốt bao năm qua bách phải chịu đựng cậu không nên trách em trai mình điều đó thật tệ Gió về chiều thổi mạnh hơn, từng làn gió quấn quýt bên mái tóc của Hân. Cô bé nhắm mắt để cảm nhận luồng không khí trong lành của gió mang đến. Hân mỉm cười. Mùa hoa bằng lăng sắp tới rồi, con đường này sẽ ngập tràn một màu bằng lăng tím. Đến lúc đó, ba chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau nhé. Tùng gật đầu, đi bên cạnh, Tùng lén nhìn cô bạn, trái tim cậu đang đập nhanh hơn một nhịp và cậu nhận ra có lẽ thứ tình cảm mình dành cho Hân đã lớn lên rất nhiều. Bách leo lên ván, cậu cố gắng dùng răng để đeo tay giả. Xong xuôi, Bách đi ra phụ mẹ bán hàng. Từ ngày mẹ cậu làm công việc bán hàng này, Bách đều theo mẹ để phụ giúp. Mỗi sáng sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, Bách sẽ tự đi ra chỗ của mẹ. Tất cả những gì cậu có thể giúp mẹ là nhắc lại cho mẹ những gì khách đã gọi, vì cậu có trí nhớ khá tốt nhưng ngoài việc đó ra cậu đến đây cũng vì muốn nhìn thấy mọi người nhìn thấy nụ cười của người nào đó dành cho cậu hay bất kỳ ai đi bên cạnh cậu sẽ nhìn dòng người vội vã đi lại qua phố nhìn từng toán học sinh vội vã tới trường rồi lại ùa ra như ong vỡ tổ những lúc như thế cậu sẽ thấy mình dường như là một phần trong số đó sẽ là một cậu học sinh bình thường như bao bạn khác vai đeo ba lô miệng vẫn nhai dở mẩu bánh mì hớt hải chạy cho kịp chuông reo vào lớp cuộc sống luẩn quẩn trong nhà khiến bách cảm thấy ngột ngạt hôm nay có vẻ là một ngày vắng khách học sinh đã về gần hết mà quán nước nhỏ chỉ có hai vị khách bách lôi cuốn sách đã nhét sẵn ở lưng quần ra để đọc bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bách ơi cậu ra phụ mẹ bán hàng hà tùng đang họp nhóm chắc sắp ra rồi đó bách ngước mắt lên chào đón cậu là nụ cười tươi giói của hân nụ cười đó luôn làm bách cảm thấy tan hết mệt mỏi hân mới học xong à hân phụng phịu ngày nào bách cũng hỏi câu này sao cậu không hỏi hân được điểm cao không hay là hân đói bụng chưa chẳng hạn nói xong hân nhìn mặt bách vẫn đơ ra cô bé không nhịn được phải phì cười bách vội luống cuống hỏi lại thế hân đói không bách bảo mẹ làm gì đó cho hân ăn nhé mẹ của bách vừa chạy đi đâu đó bách nhìn quanh mà không thấy hân vội xua tay hân chỉ ví dụ thôi mà hân không có đói vậy hôm nay cậu khỏe chứ hân trễ môi đấy cậu lại hỏi câu hỏi xưa lắc xưa lơ nữa rồi bách lúng túng đưa tay lên gãi đầu bách chỉ muốn biết hân có khỏe hay không thôi chỉ cần hân khỏe thì bách cũng thấy khỏe re à Hân có chút khựng lại khi nghe lời giải thích thật thà của cậu bạn. Bách cười, nụ cười của Bách làm Hân cảm thấy sống mũi mình cay cay. Hai dòng nước ngân ngấn trực trào ra. Hân vội quay đi, lấy tay gạt lẹ. Cô bé cố kiềm lòng để những giọt nước mắt không được trào ra. Bách đưa bàn tay giả dạ lên, quẹt qua lại vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu lo lắng hỏi. Sao thế Hân? Hân vội quay lại, nhoẹn miệng cười bụi bay vào mắt đó mà. Hôm nay thấy Bách vui vẻ ghê. Hân thấy Bách vui là Hân cũng vui lây à? Bách cười, nụ cười ngây ngô. Hân chọc Bách hả? Sự thật là Hân không hề trêu chọc Bách. Mỗi lần nhìn thấy Bách tươi cười, cô bé đều cảm thấy lòng mình ấm lại. Không còn sự nặng nề của việc học, không còn sự mệt mỏi của bệnh tật. Yên bình như một cơn gió mát lành. Chẳng ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai anh em Tùng và Bách. Nếu họ chỉ nhìn vào khuôn mặt, họ có xuất phát điểm giống nhau, có chung một gia đình, nhưng ai cũng ngầm hiểu, giữa hai anh em có một sự khác biệt lớn về số phận. Một người được hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà một người bình thường có thể nhận được, còn người kia chỉ dám mơ ước cuộc sống bình thường, rất bình thường nhưng không được. Mỗi sáng mai thức dậy, cậu luôn phải đối diện với tấm gương phản chiếu hình ảnh của cậu, một hình hài lành lặn, đẹp đẽ biết bao Tùng đang ngồi trên lớp để ôn tập cho tiết kiểm tra sắp tới thì Hân bước tới vỗ vào vai cậu. Tùng này, tớ nhờ cậu chút chuyện được không? Tùng vội gấp dở quyền vở đang học dở lại. Được chứ, cậu nói đi, giúp được gì thì tớ sẽ giúp. Hân ngập ngừng một chút rồi lôi từ trong ba lô ra một hộp quà được thắt nơ màu đỏ. Tùng giúp Hân chuyển món quà này đến tay Bách nha tùng có chút hụt hẫng khi biết món quà đó không phải dành cho mình cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nơ đỏ tại sao hân không đưa cho nó luôn hân thở dài hân cũng không biết nữa nhưng mỗi lần gặp bách để tặng cho cậu ấy gì đó hân lại không thể làm được hân sợ cậu ấy sẽ từ chối nhất là khi bách cười tớ luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ lắm tim của tớ đập rất nhanh tùng mở to mắt Sao cơ? Hân dúi hộp quà vào tay Tùng. Hân không biết. Gần đây Hân mới có cảm giác vậy thôi. Chắc là bệnh của Hân có chút thay đổi rồi. Hân sẽ đi khám sau. Giúp Hân nha. Hân quay đầu chạy vào chỗ, bỏ lại mình Tùng với một mớ cảm xúc hỗn độn. Trái tim đang yêu của cậu có chút nghẹn lại. Về đến nhà, Tùng đưa món quà cho Bách. Nè! Bách đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh trai. Tùng nói tiếp quà của Hân đấy Mở ra xem là cái gì Sao cậu ấy không đưa cho em Với lại hôm nay là ngày gì mà lại tặng quà cho em nhỉ Tùng cảm thấy khó chịu với những câu hỏi của em trai Cậu gắt lên Mày chẳng biết gì cả Không cần dịp gì cũng tặng quà được chứ sao Thôi mở ra xem có thích không Bách nghe anh nói vậy thì cũng thấy hợp lý lắm Cậu hạnh phúc nhận lấy món quà Cậu mở lớp giấy kính màu xanh bọc bên ngoài ra là một chiếc mũ lưỡi chai màu xám. Trên mũ có thêu một chữ B. Bách ngầm hiểu đó là tên của mình. Đội lên đầu, cậu đứng trước gương ngắm nghía. Nụ cười tắt dần khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh mình trong gương. Cậu nhìn thấy đôi chân và đôi tay cột lộn của mình. Gạt chiếc mũ xuống một cách nặng nề. Cậu đến bên tủ, cất gọn chiếc mũ vào ngăn đồ của mình và có ý nghĩ sẽ không bao giờ đội nó. Tùng nhìn em trai, có chút tê tái trong lòng. Cậu lại nghĩ về câu nói của Hân ban sáng. Tùng bước đến hỏi. Không thích hả? Bách không đáp. Cậu bước đến bên giá sách, lấy một cuốn sách ra đọc. Tùng biết em trai đang buồn nên không hỏi gì nữa. Hôm sau, Hân lại tới quán nước. Cô bé chào mẹ của Bách rồi gọi một ly nước xấu. Bách tươi cười chào đón Hân. Nay lại ra ủng hộ nữa hả Hân? Hân cười tươi giói nước của cô là ngon nhất luôn đấy, không uống là không chịu nổi." Bách nhìn cô bé xinh xắn lém lỉnh mắng yêu. "Con bé này khéo mồm quá đấy. Thôi, ngồi chơi đợi cô một lát nhé." Hân bỗng ngó nghiêng hồi lâu, cô tiến đến chỗ Bách. "Sao Bách không đội mũ của Hân tặng?" Bách lúng túng, cậu không biết trả lời sao, đành phải nói dối. "Tớ cất rồi, đội ra đường sẽ bị bụi bám, bám bụi phải giặt, giặt thì mau cũ lắm." không đội đâu hân chề môi linh tinh quá quà tặng thì phải dùng chứ chẳng lẽ bách chê xấu à bách nghe vậy thì vội xua tay không không phải không xấu chút nào rất đẹp nhưng bách cúi mặt nghĩ ngợi về cảnh hôm qua đứng trước gương cậu cảm thấy lòng nặng trĩu nhưng sao nhưng nó đẹp và không hợp với bách nhân nghe vậy thì nhăn mặt cô bé tiến đến nắm lấy cánh tay giả của bách tại sao không chứ hân tặng bách vì hân thấy nó hợp với bách dù tất cả mọi người nói không đẹp thì chỉ cần hân thấy đẹp là được rồi giống như bách thấy hân khỏe thì bách cũng khỏe ấy mà bách hổ nghi hỏi lại thật không đẹp thật không hân gật đầu quả quyết thật mà tin hân đi hân nháy mắt rồi cười dịu dàng làm bách thẫn thờ vài giây cậu đang cảm thấy trái tim yếu ớt của mình trở nên mạnh mẽ đập liên hồi và còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mặt cậu nóng gian trời hôm nay không nắng gắt có gió một cơn gió thoảng qua làm mái tóc của mây khẽ bay bay bách lảo đảo đứng không vững tim cậu đập liên hồi cậu mờ ảo nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong trái tim mình đưa tay lên lau mồ hôi cậu chợt tỉnh mộng một ý nghĩ thoáng qua bách quay đi mắt ươn ướt. Hân vội hỏi: "Sao thế Bách? Bụi bay vào mắt thôi, không sao đâu Hân, Bách mệt quá, về trước nha. Xin lỗi Hân." Bỏ mặc ánh mắt lo lắng của Hân, cậu rời đi. Bước từng bước khó nhọc, Bách muốn vứt bỏ tất cả, cậu chán ghét bản thân mình. Tại sao cậu lại không thể lành lặn như những người khác? Tại sao ông trời đã lấy đi đôi tay của cậu lại còn lấy đi cả đôi chân? tại sao không lấy đi một thứ thôi bách muốn ném cái ván trượt đi quảng đôi tay giả đi thật xa cậu muốn cảm nhận từng lớp sỏi bằng gan bàn chân của mình muốn vuốt ve mái tóc của hân bằng những ngón tay của mình nhưng cậu không thể làm được điều đó vì cậu chỉ là một người chẳng có chân tay bách tự nói với lòng mình mày chẳng có gì cả mày chỉ có một cơ thể tật nguyền mày không xứng đáng để đến bên cạnh ai chẳng ai cần mày che chở hết nói xong bách bật khóc những giọt nước mắt vô vọng đã không biết bao nhiêu lần rơi xuống bách ngồi bên cạnh anh trai cậu nhìn lên tán xoài đang đung đưa trong gió những chùm hoa xoài li ti đã bắt đầu nở và rụng xuống khắp sân bách hỏi mà không nhìn tùng anh đã từng thích ai chưa tùng đang cắm cúi dán mấy chiếc hộp giấy nghe em trai hỏi vậy thì có chút giật mình. Không cần nói trước, nụ cười tươi giói của Hân đã hiện lên trong đầu. Tùng quay sang nhìn em. Sao em hỏi vậy? Bách thở dài. Vì em muốn biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào thôi. Tùng cau mày, cậu quay sang, đặt tay lên vai Bách, đôi mắt tỏ vẻ dò xét. Em thích ai rồi hả? Bách có chút lúng túng, cậu ấp úng không chả là sáng nay em thấy có anh đó với chị đó bách tự bịa ra một câu chuyện để làm tùng không đặt ánh mắt dò xét vào mình nữa cậu nói một cách trống rỗng còn tâm trí lại đang bị nhốt vào một góc nào đó trong trái tim chật hẹp kia cậu nghĩ sẽ không đi đến đâu nếu cậu thích một người tuyệt vời như hân sẽ không làm cho hân hạnh phúc khi ở bên một thằng tật nguyền vô dụng như cậu và cậu nghĩ rất nhiều rất nhiều những ngày sau đó, Bách không ra phụ mẹ nữa, cậu thu mình trong một góc phòng như hồi còn sống trong bệnh viện, lau chùi thật sạch tay giả và cố gắng thôi không nghĩ ngợi về Hân nữa. Cậu ép bản thân không được thích hân, cậu chán ghét cảm xúc này của mình. Mấy ngày hôm nay, ngày nào Hân cũng chạy ra quán nhưng không thấy Bách đâu. Cô bé sốt ruột hỏi Tùng, "Sao mấy ngày nay Hân không thấy Bách ra phụ cô vậy Tùng?" Tùng ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách trả lời. Nó kêu mệt, suốt ngày ngồi ở nhà, không biết có làm sao không nữa. Hân cau mày, cô bé suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế à, tí nữa tan học Hân cùng về với Tùng nhá. Tùng vội xua tay: "Ấy, tan học Tùng còn phải ở lại ôn đề, tháng sau đi thi tỉnh rồi, cuối cấp mà vẫn phải ôn thi học sinh giỏi." Hân thở dài: "Vậy, Hân qua một mình cũng được." tùng im lặng nghĩ ngợi điều gì đó rồi gật đầu nhẹ cậu không nói gì nữa cúi đầu quay đi trời đã về chiều nhưng nắng vẫn gay gắt hân bước nhanh dưới tán bằng lăng bên đường những bông bằng lăng đã lác đác nở bách ơi bách ơi bách hân gọi to mồ hôi làm ướt mái tóc rũ trên trán của cô bé mãi một lúc mới có tiếng trả lời ai vậy là giọng của bách Hân vui vẻ gọi. Hân nè, mở cửa cho Hân với. Bách mệt lắm, Hân về đi. Bách không muốn gặp người lạ. Hân nghe xong, im lặng không gọi gì nữa. Cô bé cảm thấy lòng mình có gì đó hụt hẫng như kẻ say bức hụt ngã nhào. Đứng thêm vài phút, cô lặng lẽ quay lưng ra về. Cũng vài phút sau, Bách vùng dậy khỏi giường, vội vàng chống khuỷu tay lết từng bước ra mở cửa, nhưng không có ai ngoại bóng của cậu dưới ánh nắng qua khe hở phía trên mái nhà cậu ngồi xuống mắt nhìn về phía xa xăm hụt hẫng hân đã về có lẽ cô bé sẽ giận cậu lắm hân vỗ vai tùng tùng giúp hân đưa bách đến công viên sau trường nhé tùng dừng việc giải đề ngước mắt lên nhìn hân để làm gì hân gãi tai tại vì hân có chuyện muốn nói với bách giúp Hân được không? Không được. Tùng đã nghĩ sẽ nói như vậy, nhưng cậu không đủ can đảm để thốt ra hai từ ấy. Cậu sẽ làm Hân buồn, đó là điều mà Tùng không muốn và cũng chưa bao giờ làm. Cho nên, Tùng đã gật đầu với lời nhờ vả của Hân. Tùng biết rồi, Tùng sẽ cố gắng hết sức. Hân cười, cô nắm lấy cánh tay của Tùng lắc nhẹ. Cảm ơn Tùng nhiều nha, đúng là bạn thân của Hân, cậu là người bạn tốt nhất hai từ bản thân lúc này đối với tùng sao mà nghe chua chát đến thế nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có gì cả chiều hôm ấy tùng kéo bách ra công viên bách khó hiểu nhìn anh anh dẫn em ra đây làm gì tùng ấn cậu ngồi xuống gốc cây tùng già hân có chuyện muốn nói với em em đừng trẻ con như vậy nữa hãy lắng nghe xem cô ấy muốn nói gì biết đâu Biết đâu là điều em mong muốn thì sao Bách im lặng Vài phút sau Hân đến Tụng đi Để lại khoảng không gian riêng cho hai người Sự yên lặng bao trùm một góc công viên Cuối cùng Hân phải lên tiếng trước Giọng của cô bé có chút nghẹn lại Bách sao thế Tại sao lại không muốn gặp Hân nữa Bách bối rối Tại vì Tại vì Bách thấy mình không xứng với Hân Hân tức giận Cô bé nói lớn Gì mà xứng với không xứng Làm bạn cũng phải xem có xứng hay không mới chơi sao Bách đang nghĩ cái gì vậy Trả lời Hân đi Bách cúi gằm Vì Bách thích Hân Nói rồi Bách cố gắng chống tay đứng dậy Cậu cố gắng đi thật nhanh Bỏ lại phía sau một người tròn xoe mắt Hai hàng nước mắt lưng tròng Bách đứng lại Hân chạy theo Đặt bàn tay nhỏ lên vai Bách giờ thì hân đã hiểu vì sao mỗi lần nhìn bách cười tim của hân lại cảm thấy vui và thích đến vậy rồi vì sao vì khi nhìn bách cười hân mới nhận ra giá trị của cuộc sống bách cười là lúc bách hạnh phúc và hân cũng thấy hạnh phúc những lúc như vậy hân thấy bình yên lắm hân quỳ xuống cô bé ôm lấy bách áp đầu lên bờ vai gầy của cậu lúc này hân cảm thấy mình được che chở và ấm áp bách nói nhỏ nhưng tớ chẳng có gì cả tớ sẽ không lo cho cậu được đâu thích tớ cậu sẽ khổ lắm hân nắm lấy cánh tay của bách không có đâu cậu rất thông minh cậu hãy đi học đi tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu có được không bách ngập ngừng không đáp đã hơn một năm rồi cậu không đi học nếu có cậu cũng phải học ở trường dành cho người khuyết tật đó là điều cậu không muốn hân như đoán được suy nghĩ của bách cô bé đặt bàn tay mềm mại của mình áp lên má bách nhìn thẳng vào mắt tớ này bách cậu sẽ làm được mà đúng không cậu sẽ đi học để sau này có cuộc sống tốt hơn và lo cho tớ đúng không mặt bách nóng bừng cậu run rẩy nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt như bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao của hân bách thấy ngọn lửa hy vọng đã từ lâu tắt ngốm trong lòng cậu lại cháy lên rực rỡ cậu gật đầu cái gật đầu đầy kiên định trời chiều đổ bóng hai con người đứng ôm nhau trong niềm hạnh phúc từ sau gốc cây tùng tùng nhìn thấy em trai mình và người con gái cậu yêu thầm đang hạnh phúc trong cái ôm ấm áp trái tim cậu có hơi nhói nhưng lòng lại thanh thản vì ít nhất em trai cậu cũng tìm được ý nghĩa của cuộc sống tìm được một chỗ dựa thật sự chứ không phải với mấy thứ đồ giả như nó nghĩ nó sẽ dựa vào chúng suốt đời tùng nhận ra tình yêu thương chân thành là điều duy nhất có thể hàn gắn tâm hồn con người rồi ai cũng sẽ tìm được một chỗ dựa cho riêng mình hạnh phúc thật sự là được nhìn thấy những người mình yêu thương được hạnh phúc chẳng ai biết được ngày mai rồi sẽ thế nào dù bạn là ai là người có số phận như thế nào thì chỉ cần sống trọn vẹn mỗi ngày thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc trong đời bạn. Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc, dạy cho chúng ta những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý khán thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại. vợ xấu trả thù trời vừa tờ mờ sáng khuyên đã thức dậy vệ sinh cá nhân nấu nướng xong không kịp ăn sáng cô đã xách xe đi hôm nay khuyên phải đến bệnh viện từ sớm cô đi xuống mua cái bánh mì không rồi mang lên phòng trực ăn mấy cô đồng nghiệp thấy ngày nào khuyên cũng gặp bánh mì liền hỏi mày ăn như vậy rồi có ngày thành con mắm khô đấy ăn thế này thì chẳng mấy chốc mà giàu sao không kiếm cái gì nước nước mà ăn cho dễ nuốt chả hiểu sao dạo này cứ ăn mấy cái món mà có ninh xương là em lại buồn nôn chị ạ à? chỉ nhai được bánh mì thôi hay mày có bầu rồi thế thì mừng cho mày cũng mau mau có bầu đi thôi chứ không mất chồng đấy chồng mày đẹp trai thế cơ mà khuyên nghe câu nói của đồng nghiệp mà như có ai đó tạt nước lạnh vào mặt mình mặt cô có chút tái lại Nói như thế khác nào chia cô xấu Không xứng với chồng đâu Mà nói thực là cô cũng xấu thật So với Phước thì đúng là một trời một vực Nước da khuyên đen sạm không đều màu Lại còn mọc rất nhiều mụn Sần sùi như da cóc Cho dù cô có bôi bao nhiêu lớp phấn lên mặt để che đi Thì nhìn trực diện vẫn thấy ghê ghê Mặt gầy xương, má hóp lại Mắt hơi lồi ra lờ đờ dáng người lại lùn tịt chỉ cao 1m50, gầy nhẳng. Người ta nói, nhất dáng nhì ra thì khuyên đã mất cả hai thứ đó. Ban tối thì nhìn còn đỡ đỡ, nếu như đã đánh kem phấn kỹ. Chứ nhìn ban ngày thì chắc chả ai dám nhìn vào mặt cô nếu như không che một lớp kem che khuyết điểm. Bởi vậy nên trước khi ra đường, khuyên luôn mất rất nhiều thời gian để đánh phấn bôi kem. Những lúc như vậy, Phước luôn nhìn cô rồi bảo, Xấu thì có che mấy cũng chẳng khá hơn được đâu Khuyên xấu thật nhưng nếu lấy một người xấu xấu như mình hoặc cùng lắm là cũng bình bình thôi thì còn đỡ. Đằng này cô lại lấy được một anh chàng cao to đẹp trai nhất nhì làng, lại còn học thức cao nữa chứ. Phước đúng là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái. Nhắm mắt mà vơ vội cũng tầm trục cô trong tay rồi. Ấy vậy mà đùng một cái rước ngay một cô vợ từ xã khác về mặt mũi thua xa cô gái xấu nhất làng thế mới có chuyện để cả làng bàn tán mãi vẫn chưa nguôi khuyên luôn tự nhủ sẽ bỏ ngoài tai tất cả những gì người ta nói nhưng mỗi lần nghe ai đó xì xào về nhan sắc của mình cô lại thấy tủi thân ghê gớm đàn bà mà ai chả muốn xinh đẹp có ai muốn mình xấu đâu nhưng sinh ra chót phải mang hình hài như vậy rồi thì biết phải làm sao Cô nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Cô có thai 3 tháng rồi nhưng chưa nói cho chồng biết. Từ ngày thấy cơ thể khang khác thì cô đã tự biết đường đi khám. Dù gì cũng làm trong bệnh viện, những chuyện này cô đã quen. Nhưng chuyện mà cô phân vân nhất là có nên cho chồng biết hay không. Mà thực ra cũng chẳng có cơ hội để nói. Bởi vì Phước luôn tránh mặt cô, ngay cả lúc đi ngủ anh cũng cố tình để vợ ngủ say rồi một mình mới mò vào phòng ngủ. Trừ những hôm có hơi men trong người, đầu óc không còn tỉnh táo thì anh mới gần gũi vợ. Dạo gần đây không hiểu sao, ăn cái gì khuyên cũng muốn ói hết. Vốn dĩ đã gầy gò sẵn, giờ có bầu bị nghén nặng lại càng bị hành tợn, người càng cong queo như que củi. Thế mà bên nhà chồng chẳng ai để ý đến sự khác lạ của cô mà hỏi han lấy một câu. Đàn bà có thai hay tuổi thân nên khuyên hay khóc nhiều hơn, muốn chạy về với mẹ nhưng lại không dám vì sợ mẹ buồn. Thế là đành bấm bụng chịu đựng, đêm đêm ôm gối khóc cạn nước mắt mà phước chớ hề hay biết. Vốn khuyên vẫn sống được yên ổn trong nhà chồng là vì nhà mẹ đẻ cô rất giàu có, lại chỉ có một đứa con gái là khuyên bà năm mẹ chồng của cô đã tính toán rất kỹ mẹ ruột của khuyên cũng đã lớn tuổi chẳng mấy chốc mà ra đi rồi mọi của cải sẽ thuộc về khuyên chứ đâu mà của khuyên thì chẳng phải cũng là của con trai bà sao khuyên ít nói nhưng không phải dạng hiền lành không biết gì sau đám cưới một hôm bà năm đã tìm gặp riêng cô và dỗ ngon dỗ ngọt dụ cô đưa tiền mừng và vàng cưới cho mẹ chồng giữ dùm Khuyên không còn nhỏ để ngây ngô mà tin vào lời mẹ chồng. Trước lúc lấy chồng, mẹ cô cũng đã dặn dò cô đủ thứ, kể cả chuyện mẹ chồng kêu giữ tiền hộ. Bạn bè cô cũng đã cảnh báo với cô, tiền đưa cho mẹ chồng giữ thì dễ, chứ lấy lại thì khó lắm. Gần 30 tuổi đầu mới lấy chồng nên Khuyên không dễ gì mà sập bẫy mẹ chồng. Khuyên tự chối khéo và nói rằng, vàng cưới con đã đưa cho mẹ con giữ hết rồi tiền mừng của bạn bè cô cũng đã trả tiền sắm sửa chỉ còn dăm triệu con cất để chi tiêu bà năm nghe con dâu nói xong thì xa sầm mặt lại bà biết ngay khuyên cũng chẳng phải loại ngu ngốc gì chỉ tức cái thằng con trai của bà đã mất công lấy vợ xấu vậy mà của nà trả được nước gì vàng thì cưới xong phải lấy liền đi chứ nhưng dù sao cưới cũng cưới rồi, mang tiếng cũng là mang tiếng rồi. bản Năm đành phải ngọt nhạt, bằng mặt mà không bằng lòng với Khuyên vì mấy miếng đất và của cải của bà Nguyên, mẹ ruột Khuyên. Cả nhà có mỗi ông Hòa bố chồng là thực lòng đối đãi tốt với cô. Sống một thời gian thấy Khuyên cũng biết trước biết sau nên cũng hay bênh vực cô lắm. Ông Hòa cũng có lần suýt cầm cái điếu cày phang vào người Phước vì cái tội suốt ngày đi chơi thâu đêm không quan tâm đến vợ. Thế nên, dù có không yêu vợ, nhưng Phước cũng không dám tỏ thái độ trước mặt bố mình. Bà Năm cay cú với khuyên từ cái vụ giữ dùm vàng cưới mà cô không đồng tình, nên thỉnh thoảng cũng mang chuyện này ra móc nhiếc con trai. Phước đang giàu vì bị bạn bè châm chọc ngoại hình của vợ. Về đến nhà lại bị mẹ lào bầu khiến anh ta nhức cả đầu. Phước gắt lên. Thì chính mẹ xui con cưới của ta chứ ai? giờ cứ lôi ra nói con là sao? Bà Năm cũng không vừa, bà sẵn giọng Mày không ưng thì tao đè cổ mày ra bắt cưới được à? Thằng mất dậy. Đúng là Phước cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân này chứ không phải là không. Nguyên do cũng là vì Phước ra trường nhiều năm rồi mà không xin được việc đúng chuyên môn. Cứ suốt ngày làm mấy cái việc tay chân lấm lem mà tiền công trả được bao nhiêu. Chán nản, phước suốt ngày theo lũ thanh niên trong làng hết nhậu nhẹt lại đánh bài cá độ tiền làm ra thì chẳng thấy đâu chỉ thấy nợ nần hết chỗ này đến chỗ khác ông bà năm cũng cắn răng muối mặt đi xin việc cho anh khắp nơi có chỗ phải biếu cho người ta cả trăm triệu chứ không ít thế nhưng mãi chẳng được việc gì có chỗ người ta nhận tiền rồi lại nhét phước vào làm công nhân trong nhà máy làm được mấy hôm phước không trụ được lại bỏ việc Đúng lúc đang chán thì bà Năm từ lời của ông bà hàng xóm biết được khuyên. Khuyên là con gái làng bên, đã hơn 30 mà chưa lấy chồng. Là con một, nhà lại giàu nhất nhì xã. Họ hàng của Khuyên cũng toàn làm đến chức phó giám đốc, rồi cấp tá, nghe mà ham. Lấy Khuyên về thì chẳng mất đồng bạc nào, Phước cũng nhất định có một công việc ngon lành. Phước lấy được Khuyên thì chỉ có được, chứ chả mất gì. Phước nghe nói xin việc thì mắt sáng lên. Cũng mang tiếng học hành đàng hoàng mà ra trường mãi không xin được việc. Bạn bè đứa nào cũng yên vị hết rồi. Có những đứa học cùng cấp 3 trả ra gì, rốt như bò. Thế mà bây giờ cũng ông chủ này nọ, vợ đẹp con ngoan. Thỉnh thoảng chúng còn xì sầm Phước. Học cho lắm, rồi ở nhà bám đít bố mẹ. Thế là Phước gật đầu, đồng ý theo hàng xóm qua làng bên gặp mặt khuyên phước đến nhà khuyên chơi vào buổi tối lúc mới gặp phước hơi ngần ngại vì khuyên cũng thật sự không xinh đẹp nhưng được cái này mất cái kia sau hai tuần đi đến chơi qua lại thì phước ngỏ lời với khuyên khuyên đồng ý thế là một tháng sau thì phước có quyết định làm việc ngay sau đó họ làm đám cưới phước hoàn toàn thất vọng khi chứng kiến tận mắt mặt mộc của vợ sau ngày cưới ban đầu hẹn hò, khuyên toàn gặp Phước vào buổi tối và khuyên đều trang điểm rất kỹ nên trong làn da cũng không đến nỗi nào. Đến khi về sống chung một nhà, Phước mới bật ngựa về nhan sắc của vợ. Công bằng mà nói thì khuyên cũng không quá xấu, mỗi cái Phước quá đẹp nên nhìn hai người như đôi đũa lệch. Phước chán nản đi suốt, rất ít khi ở nhà vào ngày Chủ nhật hai vợ chồng cùng làm trên huyện nhưng Phước chưa bao giờ chở vợ đi cùng. Phước cũng gần như không chuyện trò gì với vợ. Khuyên nhận ra thái độ của Phước ngay sau ngày cưới. Cô cũng nghe tiếng xì xào của hàng xóm nên rất hạn chế ra ngoài. Mỗi lần buộc phải đi đâu cô đều bịt mặt và che chắn rất kỹ. Bà Năm tuy không vừa ý con dâu nhưng cũng không dám quát nạt cô, chỉ dám móc mỉa đôi chút khuyên có thai bị nghén không ăn uống được mấy nên người càng gầy đi da nổi mụn ồ ạt như đĩa cơm cháy gương mặt hốc hác hai má hóp sâu lại đã xấu nay lại càng xấu hơn phước lại càng chán trường không thèm để ý đến cô hôm nay khuyên thấy hơi mệt nên đã xin về sớm thấy con dâu về sớm hơn thường ngày nên bà năm hỏi sao nay về sớm thế bình thường phải chiều mới về cơ mà dạ con thấy hơi mệt nên xin về sớm đi khám ạ à. thế bị làm sao dạ con có bầu rồi ạ à. ba tháng rồi nghe con dâu có bầu bà năm mừng lắm thế này thì à, a ra sản bên nhà nó trả cho chó bà thì cho ai bà vội dục khuyên vào phòng nghỉ ngơi để bà nấu cơm ăn cơm xong bà lại tất bật chuẩn bị ra vườn bắt con gà đặng hầm cho khuyên thì bà nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong sân hình như là ông hòa mấy ngày nay ông bận công việc trên xã vì đang trong thời gian bầu cử nên đi suốt ngày từ sáng đến tối mới về hôm nay ông lại về ăn cơm muộn ông cau mày thằng phước đâu nó lại không về ăn cơm hả bà năm thấy ông hòa khó chịu liền chống chế đâu có nó có về ăn rồi nhưng lại vừa có việc nên đi ra ngoài rồi nó vừa đi thì ông về đấy Bà đấy Coi chừng Cứ chiều chuộng nó Rồi nó hư hồi nào không biết Bà Năm cười sơn sớt Gớm Ông khéo lo Nó sắp có con đến nơi rồi Con nhỏ nữa đâu mà sợ nó hư hỏng Ông Hòa nghe thấy bà Năm nói đến chuyện con cái Thì ngừng lại nhìn vợ ngạc nhiên Hả Con Khuyên có thai rồi hả Con trai hay con gái Mấy tháng rồi Tôi đâu có biết Nó vừa nói sáng nay hình như 3 tháng thì phải. Sao mẹ con bà vô tâm vậy, nó có thai mà cũng không biết. Thì nó có nói đâu mà biết. Ông Hòa liếc bà Năm không nói nữa mà đi thẳng vào nhà. Mãi 10 giờ tối, Phước mới mò mặt về. Thực ra là do bà Năm gọi điện kêu báo là ông Hòa về, có hỏi anh đi đâu nên Phước mới chịu về sớm. Nếu không chắc cũng còn lâu anh mới về sớm thế này ông hòa đang ngồi uống nước ở phòng khách nghe thấy tiếng xe máy dựng ngoài sân ông nghiêm mặt lại nhìn ra bố ạ à, mày đi đâu giờ mới về hả vợ thì đang bầu bì thế kia mà mày bỏ đi bạt mạng đến đêm mới về là sao phước nghe đến chuyện khuyên có bầu thì chố mắt ra nhìn bố có bầu ai có bầu ạ à? ông hòa bấy giờ mới bực bội quát lớn cái gì vợ mày có bầu mà mày cũng ngạc nhiên đến vậy hả mày cũng không biết vợ có bầu luôn phải không cái nhà này có phải là nhà nữa không mày có phải là chồng không hả thằng kia phước xanh mặt khi thấy bố đùng đùng nổi giận anh ta lắp bắp nói tại tại cô ấy không nói chứ ạ à? không nói thì mày cũng phải để ý để tứ xem nó thế nào chứ vợ mày chứ có phải con hàng xóm đâu mà không thèm để ý đến nó bà năm thấy chồng đang có vẻ rất giận con trai nên chen vào nói đỡ thôi mà ông trách móc con nó làm gì chúng nó đi làm cả ngày tối về mới giáp mặt nhau có nhiều thời gian gặp nhau đâu mà để ý với trả đệ tứ tôi là đàn bà mà còn không nhận ra nữa là thằng phước nó là đàn ông thì biết gì về chuyện chửa với đẻ ông hòa quay sang bà năm quát bà có im đi để tôi dạy con không hả cứ nói cái gì là bênh nó chầm chặt. Phước vừa thấy vừa chửi mình xong, bố lại quát mẹ, liền khép lép nói. Vâng, con biết rồi, lần sau con sẽ để ý đến cô ấy hơn, để con vào hỏi xem cô ấy thế nào đã bố nhé. Phước lấy cớ để chuồn thẳng, khuyên đang nằm trên giường đọc sách, thấy chồng về liền bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống giường, ngồi dậy nói. Hôm nay anh về sớm vậy? Không về sớm, ông già tận cho trận à? Phước hậm hực nhìn khuyên rồi đưa mắt nhìn xuống bụng vợ. Sao? Có bầu từ lúc nào mà không báo cho tôi? Báo hại ông già chửi cho vút mặt không kịp. Cô cũng hay lắm. Em cũng tính nói cho anh biết rồi, nhưng thấy anh đi cả ngày. Đến tối thì về muộn, có khi lại còn bận nữa, em chưa kịp nói. Phước khinh khỉnh nói. Cô thì giỏi lý lẽ lắm rồi, thế mấy tháng rồi, con trai hay con gái? được ba tháng rồi anh ạ em đi siêu âm mà người ta chưa xác định được con trai hay con gái phải bốn tháng mới biết được được rồi khi nào biết thì nói tôi vâng em biết rồi ạ nói xong phước bỏ đi tắm khuyên biết đứa con này cô phải một mình bảo vệ và chăm sóc nó khuyên cúi xuống xoa xoa cái bụng còn chưa kịp nhô lên của mình lòng nhen nhóm những tia hy vọng hy vọng đứa con này sẽ là cầu nối để bố mẹ nó gắn bó hơn hôm nay khuyên có lịch đi khám thai trước khi đi cô có thông báo cho bà năm biết nên vừa về đến nhà bà đã hỏi sao rồi con trai hay con gái khuyên đi vào nhà bỏ túi sách xuống chán lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn tươi cười nói con trai ạ nói xong cô đưa phim siêu âm cho mẹ chồng xem bà năm vừa nhìn chằm chằm vào cái giấy siêu âm vừa hân hoan rồi đưa sang cho chồng xem Tốt rồi, vậy là nhà mình có chó nối dõi rồi ông ạ. À. May quá, ông xem, cái mũi này nó giống bố nó không cơ chứ? Ông Hòa nhìn vợ. Bà cứ làm quá lên, mới hơn 4 tháng. Làm gì mà giống mới chả khác. Nói xong, liền quay qua khuyên nói. Thằng Phước đâu, sao không bảo nó đưa đi khám mà lại đi một mình? Nghe ông Hòa hỏi, khuyên giật mình. Cô không thể nói sáng nay cô đã bảo anh trở đi, nhưng Phước đã gạt phắt đi vì bận đi đá bóng gì đấy với đám thanh niên làng. Khuyên bối rối đáp. Dạ, anh Phước có bận ở việc cơ quan bố ạ. À? Việc gì mà bằng vợ với con được. Thôi, vào rửa mặt mũi rồi ăn cơm cho nóng con. Khuyên vâng dạ rồi quay người đi vào trong thay quần áo. Bà Năm bỗng dưng lại vui ra mặt. Chồng người gớm ghiếc vậy mà cũng mắn ra phết đấy ông hòa nghe vợ nói liền lừa một cái khiến bà năm cũng lạnh cả sống lưng bà ta quen thói nói xấu con dâu nên bật miệng nói ra không nghĩ là chồng đã ngồi bên cạnh khuyên về làm dâu nhà ông hòa cũng đã lâu nhưng đa số người trong làng không biết mặt cô bởi đi đâu khuyên cũng bịt kín mít người này đồn người kia người ta chỉ biết là cô xấu thôi chứ xấu đến mức nào thì ít người được tận mắt chứng kiến Mấy người bạn của Phước cũng chỉ được gặp cô vào ngày cưới với lớp phấn dày cộm được trang điểm kỹ càng thì khó ai phát hiện ra mặt mộc của cô như thế nào. Chỉ nghe một số người ít thấy được mặt mộc của cô kể lại rằng cô xấu lắm. Ngoài ra, những dịp liên hoan gặp gỡ bạn bè hay đám cưới đám xin gì của đám bạn mình, Phước cũng chưa từng dẫn Khuyên đi cùng. Chiều nay, Khuyên được về sớm. Vừa tắm rửa xong, thì có tin nhắn của Phước gửi đến. Lên nhà Tuấn sửa xe đón tôi, xe bị hư đang sửa. Khuyên hơi bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy Phước chủ động nhắn tin hay chủ động gọi điện cho mình nhờ vả chuyện gì. Tự dưng hôm nay Phước lại làm vậy khiến Khuyên bất ngờ lắm. Cô định lấy máy ra gọi nhưng suy nghĩ lại dây lát lại thôi. Phước đã nói vậy rồi thì cô cứ đi chứ. Gọi nhiều không khéo anh ta lại cáu nghĩ vậy khuyên khoác vội chiếc áo khoác rồi dắt xe ra đi luôn phước ngồi ở quán sửa xe máy cùng với vài người bạn cùng làng họ cũng đang sửa xe máy ở đây phước tình cờ gặp lại mà thôi khi đi về đến xã thì chiếc xe máy bỗng dưng dừng lại không để được nữa phước phải dắt bộ một đoạn mới đến cái quán sửa xe máy này anh sửa xe kêu là chắc còn lâu lắm nên nói phước cứ về nhà trước đi chắc tối mới xong phước chẳng biết nhờ ai nhờ bố thì không được mẹ thì không biết đi xe máy nên đường cùng mới phải nhắn tin cho vợ không ngờ là ngồi một lúc lại gặp thêm mấy người bạn cùng làng cũng bị hư xe vào đây sửa bọn họ đang ngồi nói chuyện một lúc thì khuyên đi xe đến khuyên chỉ bịt một cái khẩu trang mỏng và cũng không đội mũ bảo hiểm luôn vì từ nhà đến chỗ sửa xe máy này cùng làng nên khá gần với lại thấy chồng nhắn vậy nên Khuyên cũng vội vàng đi luôn mà không kịp sửa soạn gì Lên đến nơi thì thấy Phước đang nói chuyện cùng mấy người bạn Khuyên đứng bên ngoài dừng xe lại rồi gọi chồng Em chào mọi người ạ Phước nghe tiếng vợ thì giật này mình nhìn ra ngoài Cả mấy người bạn cũng ngừng lại nhìn về phía Khuyên Phước thấy vợ liền đứng vắt dậy ra chỗ Khuyên gắt gỏng Cô làm cái gì mà giờ mới đến thì anh vừa nhắn tin cho em em đến luôn mà người vợ của anh sửa xe vừa thấy khuyên liền hớn hở chạy ra ngoài đon đả mời chào ôi em vào uống chén nước đã em vừa nói cô vừa kéo tay khuyên vào nhà rồi kéo cái ghế nhựa đang ở gần bàn uống nước của khách đưa cho cô nào chả mấy khi gặp em ngồi xuống uống cốc nước đi em thấy chị chủ nhiệt tình quá khuyên cũng không nỡ từ chối Chị chủ rót một cốc nước lạnh đưa vào tận trước mặt cô. Uống đi em. Khuyên hơi miễn cưỡng nhưng cũng cởi khẩu trang ra để uống ngụm nước cho phải phép. Mấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh Phước xương mắt lên nhìn, xong bấm tay nhau cố nhịn cười. Phước ngồi bên cạnh, mặt nóng lên bừng bừng. Anh lập tức đứng phát dậy rồi đi lại gần khuyên nói. Về thôi. Phước hầm hầm mặt đi ra ngoài chỗ xe máy của khuyên nhưng không có chìa khóa xe máy. Phước giật lấy chìa khóa xe máy của Khuyên đang cầm trên tay, chưa kịp đưa cho chồng. Phước trừng mắt nhìn Khuyên, không nói không rằng tự nổ xe máy. Khuyên thấy thái độ của chồng đang nổi giận, cũng biết ý không hỏi nhiều mà vội leo lên xe rồi mới lịch sự gật đầu chào vợ chồng chị chủ. Khuyên lên xe rồi thì mới nghe thấy tiếng cười vỡ òa của đám đông. Đương nhiên, Phước cũng nghe thấy nhưng anh cố tình tăng ga mạnh hơn khiến khuyên mất đà suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau may mà tay vẫn kịp bấu vào hông chồng về đến nhà phước hộp hoặc dựng xe ở ngoài sân rồi hầm hầm cái mặt bước vào nhà khuyên đi theo sau cũng chẳng hiểu chuyện ra làm sao tự dưng chồng lại hộp hoặc khó chịu với mình bà năm thấy thái độ của con trai như vậy tưởng hai vợ chồng cãi nhau liền lên tiếng hỏi sao vậy Hai đứa lại cãi nhau à? Ở nhà hết chuyện rồi hay sao mà chạy ra đường cãi nhau? Dạ không ạ, à, anh Phước bị hư xe máy nên gọi con lên đón về, mai mới sửa xong ạ. À? Bà Năm nhìn Khuyên bĩu môi coi thường. Đúng là hôm nay Khuyên xuề xòa quá, đi ra đường mà ăn mặc bộ đồ rộng thùng thình, đã vậy tóc tai thì buộc ngược ra đằng sau y như bà thím. Cái mặt thì để trống trơn, mụn nổi li ti da sần sùi sạm lại do ảnh hưởng của thai kỳ bà lắc đầu ngán ngẩm nhìn con dâu thở dài đến bà nhìn mặt khuyên mà còn thấy ngán thì con trai bà không biết đến cỡ nào tự dưng bà năm thấy tội nghiệp đứa con trai mình lại càng thêm phần ghét bỏ con dâu thôi vào dọn cơm ăn đi bố mày chốc nữa về liền vâng ạ khuyên lủi thủi đi vào bếp dọn cơm bình thường có ông hỏa ở nhà bà năm không dám sai vặt khuyên như thế nhất là lúc cô đang mang bầu thế này ít nhất là bà cũng phải xuống phụ con dâu dọn cơm nước chứ không phải chỉ ngồi vắt chân uống nước chè như thế này được chiều Phương tụ tập với đám thanh niên làng đi đá bóng đá bóng xong cả bọn rủ nhau đi làm vài cốc bia cho mát cuối buổi các thanh niên chén chú chén anh đã bắt đầu ngà ngà say dựa vào thì lời ra bao nhiêu chuyện trước nay kiêng rè thì đều đem nói ra hết tuồn tuột. Chả biết từ bao giờ chuyện mấy thanh niên hôm trước gặp mặt khuyên ở quán sửa xe máy đã dâm gian khắp làng. Bọn thanh niên thì thầm với nhau mỗi lần nhìn thấy Phước. Rồi có đứa nào nhắc đến mấy chuyện ấy, chúng lại nháy mắt nhau rồi liếc sang phía Phước cười ồ lên. Thằng Hùng không giấu được nữa, nó thấy bọn kia cười ầm lên, liền khoác vai Phước lè nhè. Này, anh hỏi thật chú nhé, mỗi lần ngủ với nhau, nhìn mặt vợ như vậy, chú có giật mình sợ ma không? Cả đám hơ hớ ôm nhau cười phì cả lên, Phước đỏ mặt xấu hổ, bọn thanh niên càng được nước chỉ vào mặt Phước cười ha hả. Mặt Phước đỏ gay gắt, không chịu được nỗi nhục này, anh đứng lên túm cổ lấy thằng hùng rồi thúc cho nó một cái thật mạnh vào mặt. Cả đám bị bất ngờ không kịp can. Thằng Hùng bị đánh cho chảy cả máu miệng thì hăm hở lao vào đòi đánh lại. Phước cũng chẳng vừa. Cơn điên tiết đang dâng lên, anh cũng xông vào đấm đá túi bụi. Đám thanh niên phải phân làm hai phe vào can. Phước, thôi đi, nó chỉ chọc mày thôi. Chỗ anh em mà mày xử sự vậy hả? Anh em cái con khỉ, tiên sư nó, nó hạ nhục tao thì có. Càng can, Phước càng cứ lao vào chỗ thằng Hùng đòi sống đòi chết. Thằng Hùng cũng chẳng chịu thua Nó vừa lấy cái tay lau máu trên miệng vừa nói Thằng chó Mày tưởng mày oai lắm đấy hả Đàn ông mà nhục Lấy con vợ xấu như thị nở để nhờ vả Cái ngữ ấy á Có cho không ông cũng trả thèm nhá Mày thích thì tao chiều Lại đây đấu tay đôi với tao xem đứa nào hơn đứa nào Thằng chó đẻ Cái đồ ghen ăn tức ở Mày thích chết thì bố mày chiêu Cả đám thanh niên phải cố lắm mới tách cả hai ra được cuộc liên hoan đành phải kết thúc sớm để chia nhóm đưa Phước và thằng Hùng về. Phước được một đám thanh niên cùng xóm hộ tống về đến tận nhà. Phước đi về nhà, mặt mày hầm hầm đi vào. Bộ dạng thì lôi thôi như mới đánh lộn ở đâu về. Ông Hòa thấy bộ dạng của con trai như vậy liền nghiêm giọng lại. Có vợ có con rồi, đi đâu thì cũng liệu liệu mà về. Đừng có mà chơi bời lêu lộng để mặc vợ con ở nhà một mình như vậy. Vâng, con biết rồi, đừng có mà chỉ biết cái mồm như vậy đàn ông phải làm nhiều hơn nói từ nay đi đâu thì đi về sớm đi con vợ nó có nhờ thì làm giúp nó vâng phước cúi đầu chào bố mẹ rồi đi thẳng vào phòng nhìn thấy khuyên đang đọc sách tự dưng anh thấy giận lây sang cô mặt cau lại giật cái gối ở dưới lưng khuyên quăng vào xó giường rồi leo lên úp mặt vào tường nằm nếu không có ông hòa đang ngồi ngoài phòng khách thì anh đã vác gối ra đó nằm cho đỡ tức rồi khuyên thấy chồng đi chơi về không đâu lại tỏ ra khó chịu với mình liền ngạc nhiên hỏi anh làm sao vậy có chuyện gì à cô còn hỏi nữa không phải vì cô thì là vì ai vì em em có làm gì đâu sáng giờ em đi làm mới về chiều nay ở nhà đến giờ luôn có đi đâu đâu phước tức tối từ chiều lúc ở quán nhậu đến giờ, về đến nhà lại bị bố giáo huấn cho một trận, đang chưa biết xả vào đâu thì gặp ngay được khuyên. Không nói thì thôi, lại còn đụng chạm vào câu chuyện đang nuốt không trôi được nãy giờ. Phước Như lên cơn bốc hỏa, vứt cái gối ra nhìn khuyên. Cái mặt cô đấy, cô làm xấu mặt tôi, làm ơn từ nay đừng có ra ngoài nữa, xấu mà còn không biết cách che đậy lại. Khuyên nghe chồng nói mà cứ ngỡ như đang nghe một kẻ thù chĩa súng vào phía mình. Những lời nói này là từ chính miệng chồng cô nói ra hay sao? Khuyên đơ miệng, nước mắt từ đâu chảy ra ướt đẫm. Phải, cô biết mình xấu, cũng biết có nhiều điều tiếng dèm pha và cũng biết chồng mình luôn tỏ ra khó chịu, hẳn học cô về lý do này. Nhưng thốt ra những lời như thế đối với vợ mình thì có còn là con người nữa không? khuyên bỏ cuốn sách lên bàn cố ngăn dòng nước mắt cay đắng đang cuồn cuộn dâng lên nói với chồng cuối cùng thì anh cũng đã nói ra sự thật đó là lý do anh luôn tỏ ra lạnh nhạt hằn học với em phải không cái đấy thì cô tự hiểu đi phước đã thầm thú nhận đó là sự thật giọt nước khuyên đang cố gằn xuống đã không được nữa phước cũng chẳng thèm nhìn vợ lấy một cái hay ít ra là một lời xin lỗi dù có dối lòng trong lúc này. Anh coi thường em đến vậy, ghê tởm em đến vậy, sao lại còn cưới em? Đến tôi còn không hiểu tại sao lúc đó lại quyết định cưới cô nữa là. Anh không hề yêu em, càng không có một chút tình nghĩa gì với em. Được rồi, vậy chúng ta chia tay đi. Lời đề nghị bất ngờ của Khuyên khiến Phước Cảng lên cơn tức giận. Trong đầu anh ta chưa từng nghĩ đến tình huống này. Quyền không có quyền bỏ anh ta, chỉ anh ta mới có cái quyền đó. Khuyên như vậy là đang hạ thấp giá trị của chồng mình. Anh ta quắc mắt nhìn vợ. Cô tưởng tôi muốn làm chồng cô lắm hả? Được, chia tay thì chia tay, cô viết đơn đi. Khuyên đau đớn đến tột cùng khi phước cứ liên tiếp tuôn ra những lời tổn thương cô. Ngay cả lúc này, lúc cô đang mang thai đứa con của anh, anh cũng không hề nghĩ đến nó khuyên chỉ muốn ném lá đơn ly hôn vào mặt anh ta Nhưng chợt cô nghĩ đến người mẹ già của mình Mẹ chỉ có mình cô là con Bao năm chưa lấy chồng Cứ mang tiếng chẳng ma nào dòm ngó Khiến bà đau khổ đứng ngồi không yên Cho đến khi khuyên cưới Bà mới có chút nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng Bây giờ mà khuyên ly hôn Sẽ mang tiếng là bị chồng bỏ Làm sao bà chịu được cú sốc này Chắc chắn bà sẽ đau khổ biết bao không không thể làm mẹ buồn càng không thể để người ta xì xào cười thầm mẹ mình nữa mẹ đã quá khổ rồi cô chỉ muốn bà nguyên thanh thản mà sống nốt quãng đời còn lại nghĩ đến đây tay khuyên run rẩy phước thấy vợ lúc nãy hùng hồn tuyên bố ly dị giờ bỗng dừng lại thì cười khẩy nói sao không viết nữa đi tôi biết thừa cô làm sao dám bỏ tôi khuyên nhắm mắt Cố ngăn tiếng nức nở trong lòng mình, khuyên phải suy nghĩ thật kỹ, không thể quyết định một cách nông nổi như thế này được, cuộc đời của cô không hẳn là của riêng cô nữa rồi. Ông Hòa thấy vậy liền nói: "Phước, ăn nhanh lên mà đưa vợ đi làm." Phước đang ăn dở bát miến há hốc miệng ngạc nhiên. Khuyên thấy vậy liền nói xen vào: "Không cần đâu bố, giờ làm con sớm, anh Phước muộn hơn cả tiếng đồng hồ, không tiện đâu ạ." À. "Không tiện cái gì?" Giờ con đang có thai, đi bằng xe máy nguy hiểm lắm. Cứ để chồng con nó chở đi. Chờ một tiếng thì có là gì? Nó lên cơ quan cũng cà phê cả pháo, rảnh rỗi để làm gì? Ông khuyên cao mặt nhìn con trai. Còn ngồi đấy làm gì? Không mau mà đứng dậy chuẩn bị mà đưa vợ đi làm. Nhanh lên, con ngồi đó hả? Phước giật này mình vội buông đũa đứng dậy. Khuyên thấy bố chồng cương quyết như vậy cũng không dám chối từ nữa. Phước dắt xe máy của mình ra trước. Khuyên lặng lặng đi sau. Phước không dám tỏ thái độ gì nhưng cũng không nói gì. Khuyên biết ý theo anh ra đến tận cổng. Sáng cô nói gì với bố phải không? Không có. Thế sao tự nhiên bố lại bắt tôi chở cô đi làm? Khuyên im lặng ngồi sau xe chồng không trả lời. Phước càng tức tối. Cô đừng có mà dở trò mà bám giết lấy tôi. Khuyên im lặng không nói gì. Chiều về Khuyên nhờ một người bạn chờ mình vào chỗ nhà mẹ đẻ. Bà Nguyên thấy con về thì mừng mừng tuổi tuổi nhà chồng và nhà đẻ chỉ cách nhau có chục cây số mà cả tuần cô chưa về lấy một lần tan làm ở cơ quan là cô lại về nhà chồng ngay kẻo muộn lúc mới cưới mấy lần cô cũng thường xuyên về thăm mẹ nhưng không thấy phước đi cùng mẹ cô có hỏi khuyên nói dối là phước bận không đi cùng được nhiều lần như thế mẹ cũng cứ hỏi về phước khuyên không thể nói dối mẹ mãi được nên cũng ít về dần đợt có bầu khuyên có về thăm rồi báo cho mẹ biết bà mừng lắm vậy là bà cũng có thể sống được đến ngày thấy con thấy cháu của mình khuyên nói với mẹ sẽ ở lại đây một thời gian để tiện cho việc đi lại bà nguyên mừng lắm cũng không nghi ngờ gì tối khuyên điện thoại về cho bố mẹ chồng xin phép ở lại nhà mẹ đẻ để tiện đi làm bà năm mừng ra mặt nhưng sau đó nói xấu con dâu coi thường bố mẹ chồng đến xin phép cũng không thèm về nhà mà chỉ gọi điện khuyên trở về nhà mẹ đẻ thấy thoải mái hẳn. Cô ngủ một mạch đến sáng, không thức giấc lúc nào. Cô tỉnh dậy thì đã thấy có một đĩa bánh cuốn nóng đang để trên bàn cùng một cốc nước cam vắt. Đây là món mà cô yêu thích. Cô ăn rất ngon miệng. Từ ngày mang bầu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên khuyên ăn ngon miệng như vậy. Khuyên ở nhà mẹ một tuần, lên được 2 ký, mặt mày có da có thịt lên một chút. Ăn ngon ngủ yên, lại được mẹ chiều chuộng nấu ăn, không cho làm việc nhà nên tinh thần rất thoải mái. Khuyên không muốn trở về nhà chồng nữa. Đôi bà bữa gọi về nhà chồng báo tin của mình. Gọi là để cho phải phép thôi chứ bà Năm cũng chả trông ngóng gì của gọi của cô. Vắng cô, bà càng đỡ gai mắt dù khuyên chẳng làm gì khiến bà phật lòng. Chỉ có ông Hòa là có chút áy náy. Phước thì lại càng rảnh tay rảnh chân, chẳng thiết tha gì vợ. Từ hôm đánh nhau với thằng Hùng xong Phước cũng cạch mặt nó luôn Nhưng cái cục tức nó chê mình lấy vợ xấu thì không nuốt trôi được Phước phải cho nó biết mặt Cỡ như anh không muốn thì thôi Chứ muốn thì ối em xinh xắn xếp hàng xin ngạ vào lòng Khuyên đi rồi Phước rảnh rang đi cà phê cà pháo với đám bạn Sau giờ làm rồi mới về nhà Tình cờ trong một lần uống nước ở thị trấn Anh gặp Sương cũng vào đây Sương là bạn gái cũ của Phước cả hai đã yêu nhau cũng được gần một năm và cũng đã tính đến chuyện kết hôn nhưng vì nhà sương nghèo lại không học cao nên không được bố mẹ phước chấp nhận sương kém phước cả gần chục tuổi đang là công nhân từ ngày chia tay phước sương vẫn chưa lấy chồng sương trẻ trung xinh đẹp nhiều người theo đuổi sương cũng yêu vài người trước khi đến với phước phước đẹp trai con nhà cũng gọi là có điều kiện lại học cao nên vừa tán vài bữa là sưng đã đổ ngay. Họ yêu nhau rất sâu đậm và thường cùng nhau vẽ ra tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng khi Phước dẫn Sương về ra mắt thì bà Năm gạt ngay ra. Ra cảnh nhà Sương không xứng, Sương ít học, nhà lại nghèo, không nghề ngẫm gì, không xứng với con trai bà. Ông Hòa tuy không phản đối gay gắt nhưng cũng không đồng ý Sương. Sương bắt Phước chọn giữa mình và gia đình phước nghe bố mẹ phản đối lại bị xương mặt nặng mảnh nhẹ tạo sức ép nên cũng chia tay nghe nói sau đó sương cũng có yêu thêm một anh chàng ở thành phố gì đó sau khi phước cưới nhưng không hiểu vì sao sương vẫn chưa lấy chồng tỉnh cũ không rủ cũng tới nhìn sương cứ tươi mơn mởn ba vòng căng tròn khác hẳn với vẻ khô khốc cằn cỗi già nua xấu xí của khuyên ở nhà lòng phước cứ dạo rực Nhớ đến thuở yêu nhau của hai người. Phước lấy vợ nhưng chẳng thay đổi gì cả. Thậm chí được vợ chăm chút. Công việc thì nhàn nhã. Suốt ngày ngồi máy lạnh nên người cứ càng đẹp trai phong độ hẳn ra. Sương trông mà cũng động lòng lắm. Họ gặp nhau ở quán cà phê đối diện công ty của Sương. Phước nhìn Sương hồi lâu rồi mở lời. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Vẫn chưa ưng ai à? hỏi là hỏi thế thôi chứ phước cũng biết thừa sương như thế nào dù gì cũng là người cùng làng có cái đám cưới nào trong làng mà sương chả đi dự sương ngại ngùng vuốt mớ tóc mai điệu đàng dạ em vẫn chưa em nghèo thế này ai mà thèm lấy phước giật mình có lẽ là sương đang trách khéo mình chính gia đình anh đã chê sương nghèo không xứng với anh chứ ai phước bối rối khi biết mình lỡ lời anh xin lỗi Sương nhé Sương nhìn Phước Khóe mắt có chút đỏ lên Giọng cô nghẹn nghẹn Anh có lỗi gì đâu mà xin Mà giờ anh hạnh phúc rồi Em cũng mừng cho anh Câu nói của Sương làm Phước ỉu xìu Anh ngước mắt lên nhìn ra ngoài đường Nói bâng quơ Hạnh phúc Có phải ai lấy vợ cũng hạnh phúc đâu Sương ở cùng làng với Phước Cô cũng biết thừa chuyện Phước và khuyên cưới nhau vì chuyện gì người làng chả đồn thổi ầm lên đó thôi ngay cả chuyện phước đánh hùng vì chê vợ anh xấu sương cũng nghe đám thanh niên kể lại sương thấy hạ hề lắm cứ tưởng bỏ cô rồi sẽ lấy được người hơn cô chứ ai ngờ rước về một bà cô sắp ế chồng lại còn xấu ma chê quỷ hờn đến chả dám bỏ cái mặt mộc mà ra đường nữa nhưng cô lại muốn hỏi anh muốn nghe chính miệng anh nói ra là mình đã hối hận khi đã không lựa chọn cô Thấy Phước không nói gì, Sương bẽn lẽn nói: "Nay em làm chút giấy tờ bên công ty, chắc lâu nữa mới xong, anh có việc gì thì cứ về trước đi, mặc em." Phước nghe vậy vội vàng xua tay: "Không, anh cũng không bận chuyện gì cả, lâu lắm anh em mình mới gặp nhau thế này, để anh ngồi với em chút nữa." Sương ngại ngùng cúi xuống, cả hai im lặng hồi lâu không nói gì, chợt Sương mở lời phá vỡ sự im lặng em nghe nói vợ anh sắp có em bé hả chúc mừng anh phước không hề tỏ ra vui mừng chút nào mà thậm chí còn tỏ ra thở ơ à ư ừ. sương cười buồn nhanh thật vậy mà cuối cùng anh và em mỗi người mỗi nơi thật rồi nhiều lúc em ngồi nghĩ lại cứ ngỡ chuyện chúng mình chỉ mới hôm qua nói xong sương sụt sùi lau nước mắt đôi mắt ướt của cô đúng là có sức lay động lòng người Nhìn xương vừa xinh đẹp vừa yếu đuối, quả thật chỉ muốn khiến cho người ta nhào vào che chở. Đến lúc này thì Phước không thể giấu lòng mình nữa, tiếng nức nghẹn ngào và khuôn mặt yếu đuối xinh đẹp của xương khiến trái tim anh thổn thức. Bao nhiêu lâu nay sống với một người phụ nữ không cảm xúc mà mình gọi là vợ đã khiến Phước cảm thấy chán ghét đến tận cổ. Gặp lại xương vào lúc này, xương vẫn như ngày nào, đôi môi đỏ hồng mắt lúng liếng ươn ướt tiếng nước nghẹn nghẹn dần đưa trái tim phước trở lại những ngày trước đây không phước không thể để mình bị trói buộc bởi người đàn bà xấu xí không có một chút hứng thú kia cả huống hồ anh đang trai trẻ phơi phới vậy mà chỉ vì phải sống chung với người vợ không cảm xúc kia khiến anh dần trai sản phước khẽ chạm tay mình vào bàn tay trắng trẹo của sương sương khẽ dùng mình thu lại Phước càng nắm chặt hơn. Sương khẽ liếc nhìn xung quanh ngại ngùng. Phước cũng hiểu ý của Sương, nhưng anh không thể để vụt mất cơ hội này được. Sương, em có thể cho anh cơ hội được không? Anh nói gì kỳ vậy? Tối nay anh đến đón em, em có thể cho anh gặp một lần được không? Anh xin em, anh sẽ nói hết những nỗi lòng của anh cho em nghe. Em có biết là anh đau khổ lắm không? Sương vội vàng túm chặt tay Phước nhắc nhở, "Chỗ này đông người, anh đừng nói nữa. Vậy em đồng ý gặp anh chứ?" Sương không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tối, Phước gọi điện cho Sương hẹn đón ở nhà cô, nhưng Sương không đồng ý cho Phước đón. Cô nói với Phước, "Hãy chọn một quán cà phê nào xa xa làng một chút rồi lên đó trước chờ cô, cô sẽ lên sau." Thế là Phước đành phải nhắn tin địa chỉ cho Sương rồi đi trước phước ăn mặc bảnh bao đầu vút keo bóng loáng xịt nước hoa thơm phức xoa gương một lúc rồi mới đi ra khỏi nhà bà năm thấy phước sửa soạn bảnh bao quá cũng sinh nghi mày đi đâu mà sửa soạn vậy con đi gặp bạn bè bà năm cũng thừa hiểu tính con trai nên cũng răn đe mày làm gì thì làm đừng để bố mày biết được không thì ống đánh cho gãy chân vâng con biết rồi thôi đi đâu thì đi nhanh mà về, không mà bố mày về sớm không thấy mày thì chết đi con ạ. À. Phước vừa đi vừa huyết sáo vui vẻ rồi dắt xe máy lên vù ra khỏi cổng. Nghe theo lời của Sương, Phước đã chọn một quán cà phê khác xã để tránh gặp người quen. Phước uống cạn cốc cà phê mà Sương vẫn chưa đến. Ngày xưa mỗi lần hẹn hò, Phước đều phải đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ để chờ Sương trang điểm, sửa soạn ngắm nghĩa mình trong gương. Đến bây giờ cô vẫn còn giữ thói đỏng đảnh đó Con gái đẹp thường vậy Chả kể nghèo hay giàu sưng nhiều người theo đuổi Thở mới 16-17 Trai làng đã xếp hàng đầy ngõ Giờ sưng đã 24 tuổi Nhưng sức xuân vẫn mơn mờn Những chàng trai trồng cây si trước ngõ Vẫn chỉ có nhiều lên Chứ không có giảm Cũng chẳng ai hiểu vì sao Đến giờ cô vẫn chưa kết hôn Dù đẹp có tiếng một tiếng sau sương đến, cô hững hờ trong bộ váy màu đỏ bó sát người, khác hẳn với dáng vẻ lúc trưa trong bộ quần áo công nhân may mặc. Hai bầu ngực tròn căng lồ lộ, lấp ló sau chiếc cổ trắng ngần. Thiêu đốt ánh nhìn của bất kỳ gã mày dâu nào. Còn mắt Phước không thể rời khỏi cơ thể nóng bỏng của Sương. Quả thật, Sương trông hơn đứt cả gái thành phố. Mà bây giờ Sương cũng ăn mặc bạo thật. Có lẽ vì cô từng yêu trai thành phố nên cũng thay đổi luôn gu thời trang. Sau buổi gặp gỡ đầy cảm xúc đó, Phước bắt đầu đi sớm về muộn. Anh nói với bố mẹ rằng mình phải tạt qua nhà mẹ vợ, chăm nom vợ. Ông Hòa thấy con trai thay đổi, biết quan tâm vợ thì vui lòng lắm. Có lẽ là vì sắp làm cha nên tâm tính thay đổi. Đàn ông mà, ăn chơi có thời. Có con cái rồi sẽ tu tỉnh làm ăn, vun vén gia đình thôi. Ai chả có một thời ăn chơi nông nổi tuổi trẻ Vậy à có thể yên tâm giao cái gia đình này cho con trai rồi Ông cũng đã có cháu đích tôn nối dõi Giờ mà không may đi xuống dưới gặp ông bà Kể cũng không có gì để hối tiếc nữa Phước về sớm nên cố tình đứng ở ngã ba thị trấn chờ sương tan ca Hai người lại dắt dìu nhau hẹn hò quán xá Cả tiếng đồng hồ mới về nhà Về đến đầu xã lại tách nhau ra cứ thế hầu như chiều nào cũng vậy, phước về muộn cả vài tiếng đồng hồ, ông Hòa cũng chả nói động đến nữa. Thậm chí có hôm, ông Hòa còn động viên con trai ở lại bên mẹ vợ, mai về cũng được. Bà Nguyên nhìn thái độ của khuyên, lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó sai sai. Đã lâu lắm, bà không thấy con dễ ghé qua. Hỏi khuyên thì cô cũng chỉ ẩm ừ. Ăn cơm xong, bà mới nói chuyện với con gái. Hai đứa có chuyện gì sao? Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Con đừng giấu mẹ. Mẹ thấy hình như thằng Phước không quan tâm con lắm thì phải. Từ ngày hai đứa lấy nhau, số lần hai đứa cùng về thăm mẹ chưa được 5 lần. Giờ con có thai, ở đây thế này, nó cũng không đến thăm con. Chỉ tạt qua đưa đồ là thôi. Vậy là sao hả con? Khuyên đang uống nước, nghe câu nói của mẹ tủi thân muốn khóc nhưng sợ bà thấy, cô vội cúi đầu đáp nhanh. Mẹ cứ để ý sâu xa làm gì cho mệt, anh ấy tính vô tâm như vậy đấy. Nhà có thằng con trai được cưng chiều nên chả biết ý tứ gì đâu. Khuyên cười mà mắt cứ đo đỏ còn không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Bà Nguyên nghe con gái giải thích thì cũng thấy có lý. Phước đúng là còn bồng bột như trẻ con thật, nhưng mà bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dù có là trẻ con ham chơi thì cũng phải biết nhớ vợ chứ. Đằng này vợ đi cả tháng trời mà cũng chẳng thấy nhớ nhung gì. Điện thoại thì cũng nói được mấy câu, mà toàn là khuyên gọi điện cho. Bà Nguyên hỏi thì khuyên nói Phước còn mãi chơi game. Đêm, khuyên chẳng chọc mãi không ngủ được. Từ ngày lên nhà mẹ ở, cô cố quên đi những ngày tháng sống bên nhà chồng. Quên cả những câu nói lạnh nhạt, nhẫn tâm của chồng để dưỡng thai cho tốt. Nhưng hôm nay nghĩ lại những lời nói của mẹ ban nãy khiến cô không khỏi tủi hổ. Khuyên chưa từng được một người đàn ông nào ngọ lời yêu. Cả một quãng đời sinh viên chẳng có chàng trai nào tán tỉnh cô. Bạn bè đều xì xào về nhan sắc của cô. Khuyên càng tự ti, càng thu mình lại. Khuyên càng thấy bản thân mình xấu thật. Nhưng mà con người mà, ai chẳng có khao khát yêu và được yêu. Sau những mối tình đơn phương không thành, nhưng khuyên vẫn tin vào tình yêu và rồi phước đến một cách bất ngờ. Chẳng hiểu vì sao phước lại đến vào lúc này, cứ như là ông trời sắp đặt vậy. Tối hôm đó, khuyên nhận lời đi xem mắt. Trước khi đi, khuyên trang điểm thật kỹ, dù gì cũng là lần gặp mặt đầu tiên. Trong đầu khuyên cứ nghĩ, chắc phước cũng là dạng không ưa nhìn giống mình nên phải nhờ vào mai mối. Nhưng khi gặp phước, cô khuyên hoàn toàn bất ngờ vì anh quá đẹp trai. Hình ảnh người đàn ông cao gần mét 8 mặc chiếc áo phông trắng với chiếc quần âu chững chạc khiến trái tim cô ngã gục tại chỗ. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại được một chàng trai đẹp mã như vậy ngỏ lời yêu. Khuyên yêu Phước, chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì vẻ đẹp, có lẽ vì vẻ đẹp mê hồn của anh. Đúng vậy hoặc cũng có thể vì quá lâu rồi không có một chàng trai nào chủ động đến bên cô, hoặc cũng có thể do duyên số như mẹ cô nói. Nhưng dù như thế nào thì cô và Phước cũng đã trở thành vợ chồng. Mẹ cô cuối cùng cũng đã bớt đi một nỗi lo vì việc thành lập gia thất của con gái, trước khi bà nhắm mắt, niềm mong mỏi của cả đời bà khuyên không thể nào khiến mẹ thất vọng được. Về đến cơ quan, Phước gọi điện cho Sương hôm nay sẽ có bất ngờ dành cho cô cả ngày làm việc phước cứ nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh trong lòng phước khấp khởi bao nhiêu dự định nhất định hôm nay anh sẽ đón cô đi chơi để bù đắp lại khoảng thời gian trước đây của hai người đã bỏ lỡ phước không đứng chờ xương ở ngã ba thị trấn nữa mà lên hẳn cổng công ty đón Thấy Phước, Sương chạy nhanh lại chỗ Phước, xoay mặt anh ta về phía sau để không cho người qua đường nhìn thấy. Anh điên rồi à? Sao lại đứng đây? Anh có biết làng mình cũng có người làm trên này không hả? À? Lỡ họ biết thì sao? Phước quay lại, nâng cằm Sương lên nói khẽ. Phải, anh điên rồi. Anh đang điên lên vì em đây. Sương túm tay Phước kéo đi. Cô lên xe chạy trước cố tình để cách Phước một quãng. Ra đến đường quốc lộ, cô mới đi chậm lại phước tăng ga cho xe đi nhanh lên gần sương nói được rồi mà đừng giận anh nữa anh xin lỗi em tại vì không chịu được vì nhớ em quá ngoan nghe lời anh vào đây đi anh có một bất ngờ dành cho em đây nghe đến đây thì sương mới dần đổi sắc mặt nhìn phước rồi mỉm cười đi theo anh phước tặng sương một bó hoa và một hộp quà nhung đỏ sương nhìn chiếc hộp vui mừng liền mở ra xem cô nhìn thấy một chiếc dây chuyền bằng vàng sáng lấp lánh trong hộp, liền nhoèn miệng cười nhìn Phước. Chuyện gì đây? Anh tặng em. Từ nay anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã nợ em trước kia. Anh xin lỗi đã phụ lòng em. Phước dẫn Sương vào một nhà hàng ăn sang trọng, gọi rất nhiều món ngon. Phước nổi hứng gọi cả rượu sâm panh. Cứ như thể như bản thân vừa thoát ra khỏi một cái gông cùm, hôm nay đi ăn mừng vậy. Ăn xong, Phước rủ Sương vào khách sạn tâm sự tiếp. Sương khẽ gật đầu, thế là cả hai kéo nhau vào một khách sạn gần đó. Cửa phòng vừa khóa lại, Phước lao như con hổ đói vồ lấy Sương khi cô còn chưa kịp cởi đồ. Sau một hồi quay cuồng mệt lạ, Phước nằm ngửa người ra thở dốc. Sương cũng nằm vật ra thở lấy sức. Phước quay người lại nhìn Sương, Sương đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Sương thay đổi hẳn so với trước kia chủ động và rất đàn bà phước chết mê chết mệt sương mất rồi anh đưa tay kéo sương vào lòng khẽ nói em thật tuyệt vời em mới là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này thế còn vợ anh anh cưới cô ấy vì sự sắp đặt của bố mẹ thật ra anh không yêu cô ta chắc em cũng nghe người làng mình bàn tán về vợ anh rồi anh thật sự không muốn nói về cô ấy nữa sương cười thầm trong bụng mịa mai anh yêu được cô ta mới sợ Tưởng lấy ai Hóa ra lấy một bà cô chẳng ma nào dòm ngó Bố mẹ anh chê tôi nghèo Để rước cái của nợ ấy về Được rồi Để tôi coi bố mẹ anh coi thường tôi được bao lâu Tưởng gia đình gia giáo tử tế thế nào chứ Phước bất ngờ kéo tay Sương hôn lên mu bàn tay cô Sương Em cho anh cơ hội lần này nữa Anh nhất định sẽ ly dị với cô ấy để đến với em. Nhưng bố mẹ anh đời nào cho phép anh ly dị Chính họ bắt anh cưới cô ta cơ mà Anh làm sao mà dám cãi lời họ để cưới em Em yên tâm Thực ra mẹ anh cũng đâu ưa cô ta đâu Sương gục đầu vào vai Phước cười thầm Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại quay lại với Phước Người đàn ông đã từng nghe lời bố mẹ Chê cô nghèo mà phụ bạc cô Khuyên ở trên mẹ đẻ được 3 tháng Thì ông Hòa kêu Phước lên đón cô về ông ngại với xui ra vì đưa hẳn con dâu về bên đó cảm giác như mình vô trách nhiệm vậy bà năm khó chịu ra mặt bà không muốn khuyên về cái nhà này gai mắt lắm khuyên bây giờ đã mang thai ở tháng thứ bảy bụng to rồi chắc chắn ông hòa sẽ không cho làm việc nhà về bây giờ chỉ hầu hạ khuyên chứ báu gì bà cũng hiểu ông hòa xử sự, sự như vậy là đúng nhưng mà bà không ưa đứa con dâu này Giá mà nó là đứa biết điều Chiều theo ý bà thì còn đỡ Đảng này nó vừa xấu người Lại vừa ghê gớm Chả hiền lành ngoan ngoãn như mong muốn của bà Nên bà ghét lắm Phước buộc phải nghe theo lời bố gọi điện cho khuyên Nhắn lại Bố gọi cô về Cô có về thì báo một tiếng tôi lên đón Không bố lại chửi tôi không có trách nhiệm với vợ con Khuyên nghe thấy tiếng thách thức ngán ngẩm của chồng, lòng càng tê tái, Cô hiểu chồng chẳng mong mình về chút nào. Chỉ nói qua điện thoại thôi mà đã nhát một nhát hai như vậy rồi thì lúc nhìn thấy mặt cô lại càng chán nản không muốn nhìn. Khuyên không muốn mình về lại phải làm bạn với bốn bức tường rồi lại chịu đựng những ánh nhìn mai mỉa của mẹ chồng và chồng. Cô vẫn đang trong thai kỳ, cô thật sự không muốn những suy nghĩ tiêu cực của mình ảnh hưởng đến đứa trẻ. Anh nói với bố mẹ em ở trên này cho tiện đi lại. Vậy tôi sẽ nói với bố như vậy. Nếu ông hỏi thì cô tự đi mà giải thích đi nhé." Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia, khuyên rớt nước mắt tại chỗ. Phụ nữ mang thai dễ xúc động, nhất là trong lúc này cô đang sống xa chồng, mong mỏi từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn hỏi thăm của chồng. Thế mà mỗi lần chồng cô điện chỉ là thông báo một việc gì đó, chớ hề hỏi cô ăn uống được không, con được bao nhiêu cân, nó khỏe mạnh không tất cả những lời nói tưởng chừng như rất bình thường của một người đàn ông người cha vậy mà với cô sao nó xa xỉ đến vậy phải chăng một người phụ nữ xấu xí như cô thì không xứng đáng có được hạnh phúc chiều phước về nhà một mình ông hòa thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi sao không đưa con khuyên nó về cùng mặt phước lạnh tanh con nói rồi mà cô ấy không chịu về có thật không đấy hay mày chưa lên chỗ nó? Bố không tin thì có thể điện thoại hỏi cô ấy được mà. Ông Hòa nghe con trai nói xong cũng nửa tin nửa ngờ nên gọi điện cho Khuyên. Alo, bố đây. Thằng Phước có lên đón con không vậy? Khuyên hơi ngạc nhiên bởi Phước không hề lên đón cô. Vậy là rõ. Ông Hòa kêu Phước lên tận nhà mẹ vợ đón vợ. Nhưng anh không lên mà chỉ nhắn tin qua loa cho có. Dạ có ạ con xin phép bố cho con ở lại trên mẹ con đi lại cho tiện ạ à. cô thực sự cũng không dám trả lời rằng phước không hề lên nhà cô nói ra lúc này làm gì chứ chỉ làm phước càng thêm ghét cô mà mâu thuẫn giữa cô và chồng lại càng tăng lên ông hòa suy nghĩ một lúc rồi bảo có phiền mẹ con không hay cứ về đây thằng phước nó chăm cho tiện dạ thôi ạ à, con muốn ở đây hơn bầu cũng to rồi ở gần đi lại cho tiện thăm khám rồi đi làm ạ à. ừ thôi thế cũng được hai người nói qua nói lại cuối cùng ông hòa cũng đồng ý cho khuyên ở lại nhà mẹ đẻ bà năm nín thở lắng tai nghe câu chuyện không dám chen vào vì chưa rõ thực hư ra sao nghe mang máng thấy khuyên xác nhận phước có lên nhà mẹ để đón khuyên về nhưng khuyên không đồng ý bà năm mới thở nhẹ lúc này bà mới có cớ để bênh vực con trai Ông lúc nào cũng cứ chê trách con mình Nó có tệ đến thế đâu Giết rồi không biết Đứa nào mới là con đẻ của ông nữa Ông Hòa liếc bản Năm Nhưng không nói gì nữa Phước thấy bố có vẻ nhượng bộ Thì cười thầm đi vào phòng Có vẻ như Khuyên đang đứng về phía anh ta Không muốn làm khó anh ta Mà Khuyên làm gì dám trái ý Phước Anh ta nghĩ thầm Mình đi guốc trong bụng vợ rồi Từ nay sẽ chẳng gì mà ngại Hay đề phòng nữa Ông Hòa lo lắng cho con dâu nên thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Bà Nguyên thấy vậy liền khuyên khuyên về thăm nhà cho ông yên tâm. Khuyên nghe lời mẹ thu xếp về nhà chồng, kể ra cô cũng đi 4 năm tháng rồi còn gì. Phước biết vợ hôm nay về nên cũng không dám lấy cớ đi sớm về muộn nữa, đúng giờ tan làm thì về nhà ngay. Sương giận dỗi, Phước phải dỗ dành mãi cô mới đồng ý, không làm mặt giận. Mặc dù bị cuốn vào cơn say tình ái với Sương, nhưng Phước vẫn còn đủ tỉnh táo, biết sợ uy quyền của bố. Bà Năm thấy khuyên thì lắc đầu ngán ngậm. Sau 4 tháng không gặp khuyên thay đổi nhiều quá, cân nặng tăng lên cả chục ký. Người đã thấp, lại còn ục ịch vác cái bụng bầu 8 tháng đi không nổi. Đã vậy, cái mũi thì nở to bè ra, mặt chi chít những mụn. Vì bầu bí không thể trang điểm nên nhìn gương mặt cô lại càng thảm hại. Phước xách đổ cá nhân của vợ vào phòng, anh ngồi lại trong phòng một lúc để né tránh vợ và không bị bố la. Nhìn mặt Khuyên bây giờ, anh ta cảm thấy hoảng lắm. Nhất là lúc nghĩ đến cái cảnh phải nằm cạnh cô mà ngủ đêm nay, đêm mai và còn không biết đến bao giờ nữa. Tự dưng Phước cảm thấy rùng mình. Suốt bữa cơm, Phước không thèm nhìn vợ lấy một cái nhưng vì sợ bố mắng không quan tâm đến vợ nên thỉnh thoảng cũng gắp vài miếng thức ăn cho vợ lấy lệ khuyên chậm chạp hơn hẳn đi đứng nặng nề ở với mẹ thoải mái lại được chăm sóc tốt nên cô tăng cân nhiều cả nhà đang ngồi nói chuyện mà điện thoại của phước liên tục có tin nhắn dù phước đã nói trước là hôm nay khuyên về nhà không thể đi đâu được nhưng sương vẫn cố tình nhắn tin phước giấu giấu diếm diếm nhắn lại hết dỗ dành lại van xin nhưng cô không chịu thậm chí còn gọi điện khiến phước giật thót mình suýt đánh rơi điện thoại phước vội vàng tắt máy ngay lập tức mà không dám chạy ra ngoài nghe khuyên nhìn thấy điệu bộ của chồng khác lạ cũng lấy làm nghi ngờ nhưng cô cũng chỉ nghĩ là bạn bè gọi đi tụ tập gì đó mà anh không dám đi thấy cô nặng nề quá ông hòa cũng kêu cô xin nghỉ thai sản sớm bà năm nghe thấy vậy cũng nói thêm vào, phải đấy mẹ thấy con nặng nề quá rồi, đừng có đi làm nữa. đàn bà mang thai đi lại bằng xe máy khó đẻ lắm, lại nguy hiểm cho con nữa. mẹ con nói đúng đấy, còn có tháng nữa sinh rồi, còn cứ ở nhà đi. có gì mẹ con với con Lan phụ giúp cho. nghe đến đoạn ông Hòa kêu khuyên ở lại nhà chồng không đi về bên ngoại nữa, thì bà Năm bỗng xa sầm mặt mày khuyên mà ở đây trở sinh, chắc lại phải hầu cô mất. Bà Năm nghĩ mà không cam lòng. Ông Hòa sẽ chẳng bao giờ cho khuyên động tay vào bất cứ việc gì đâu. Thấy bố chồng cương quyết kêu mình ở lại, khuyên cũng đồng ý. Dù sao cô cũng đi lấy chồng rồi. Ở nhà mẹ đẻ, nhiều người lại, nhiều người lại nói ra nói vào. Thế là khuyên gọi điện cho mẹ báo là sẽ ở lại nhà chồng. Đến giờ đi ngủ, ai vào phòng nấy, Lúc này Phước mới dám bật nguồn điện thoại Cả chục cuộc gọi nhỡ của Sương Những tin nhắn giận dỗi Phước nhắn lại cô không hồi đáp Phước phải vội vàng gọi điện thoại Thấy vợ đang ở trong phòng Anh ta liền đi ra một chỗ gọi điện Nói rất nhỏ Khuyên thấy chồng có vẻ đang không muốn mình nghe thấy Nên cũng lên giường đắp chăn đi ngủ Phước đứng nói chuyện một lúc lâu Mà cũng chưa dỗ được Sương Anh ta không dám ra ngoài Thỉnh thoảng lại liếc coi vợ ngủ chưa thấy khuyên không cửa quậy gì nữa anh ta mới nói lớn hơn một chút khuyên đắp chăn qua đầu giả vờ ngủ những lời nói của phước lớn dần tuy không nghe rõ từng lời nói nhưng cô có nghe thấp thoáng mấy từ anh anh em em ngọt sớt chắc chắn đây không thể nào là cuộc gọi giữa bạn bè giữa những người đàn ông với nhau được chừng một giờ đồng hồ sau thì cuộc gọi cũng kết thúc phước nhẹ nhàng thở dài cất điện thoại anh đã thuyết phục được xương nhưng cái giá phải trả cho nỗi ấm ức này chắc sẽ không hề rẻ chút nào. Nhưng anh không ngại, chỉ cần Sương không giận anh nữa là ổn hết. Tiền bạc đối với anh đâu có quan trọng bằng cô. Phước Thế Khuyên nằm ở giữa giường, có vẻ như ngủ sai rồi. Anh ta liền rút cái gối bị chặn dưới cái gối Khuyên đang gối, rồi mở tủ lấy cái chăn còn đang cất trong tủ, trải xuống đất nằm ngủ. Khuyên nhìn chồng nằm ngủ ngon lành dưới tấm chăn mỏng, không cần giường nệm cô ứa nước mắt phước thà nằm dưới đất cũng không thèm nằm trên giường cùng mình chẳng nhẽ cô ghê tởm đến thế sao cô nhớ đến những ánh mắt lấm la lấm lét lúc ngồi nói chuyện cùng cả nhà của phước khi có tiếng chuông tin nhắn đến rồi thái độ cuống cuồng lo lắng của anh hồi nãy nói chuyện và bây giờ là sự thoải mái sau khi đã giải quyết êm xuôi vấn đề có vẻ như Phước không đơn thuần là chê cô xấu nữa Mà là anh ta đã có người khác Sự nhạy cảm của một người vợ cho thấy Phước đã có một người phụ nữ khác Khuyên xoa xoa bụng mình Nước mắt rơi dài trên má Khuyên biết đang mang thai suy nghĩ nhiều không tốt Càng tránh những việc đau buồn đi được bao nhiêu Càng tốt cho con bấy nhiêu Khuyên cố gắng gạt những lời nói hồi nãy của Phước ra khỏi đầu mình khuyên ở hẳn nhà chồng, cô xin nghỉ thai sản sớm. Buổi sáng, cả nhà đi làm hết, có mỗi khuyên và mẹ chồng ở nhà. Bà Năm ăn sáng xong, chờ chồng con đi làm cái, cũng đi luôn một mạch, mãi gần trưa mới đi chợ về. Bà căn rất khéo thời gian, để chồng về thì mình đã đi chợ về rồi, bà không muốn đụng mặt con dâu. Khuyên thấy thế cũng được, dù sao mẹ chồng con dâu cũng không ưa nhau, tránh mặt nhau như vậy cũng tốt đỡ phải gần nhau rồi lại càng ghét nhau hơn. Thành ra cả buổi sáng khuyên ở nhà chồng một mình như vậy. Dọn dẹp nhà cửa xong thì tưới rau cỏ, chăm sóc mấy bụi hoa hồng, cho chim ăn rồi tưới cây cảnh cho bố chồng. Còn lại ngồi đọc sách, chẳng mấy chốc là hết thời gian. Chiều tối, cả nhà mới tụ tập đông đủ. Bình thường đối với các gia đình khác, buổi tối là lúc mong chờ nhất vì có thể gặp mặt cùng nhau ăn bữa cơm của cả gia đình thì với khuyên bữa tối lại là quãng thời gian ngột ngạt nhất người ta nói với nhau bằng những lời không thật ánh mắt né tránh của chồng cái nhìn khinh khỉnh của mẹ chồng tự dưng khuyên không thích cái quãng thời gian buổi tối mà người ta thường nói xu vầy này nữa cô thích cái quãng thời gian buổi sáng hơn bình lặng chẳng ai quấy dậy ai đêm phước lại trải chiếu xuống đất rồi lấy chăn gối ra ngủ riêng như vậy trời thì lạnh Khuyên mới ngọ lời Anh lên giường mà ngủ cho ấm Cô cứ ngủ đi Tôi thích ngủ dưới đây một mình Cô đang bầu bí cần nhiều không gian cho rộng rãi Phước trả lời Anh ta biết nói giảm nói tránh từ khi nào vậy Rõ ràng là không muốn gần gũi vợ Vậy mà cũng biết cách mà từ chối khéo Khuyên cười cay đắng Vâng Nhưng anh lấy thêm chăn kê xuống đất mà ngủ Trời lại ngủ dưới đất dễ bị cảm Tôi biết rồi nói gì nói lắm thế phước gắt gỏng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhưng không phải là chơi game mà là đang nhắn tin với người nào đó thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười khuyên hiểu đầu óc của chồng cô không phải để chỗ cô nữa rồi mà nói cho đúng hơn là chưa từng để ở chỗ người vợ này muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại thôi hỏi làm gì lúc này cơ chứ cô thừa biết phước sẽ nói thẳng thừng cho cô biết mà không ngại tổn thương vợ phước cũng không phải lần đầu lạnh nhạt với cô như vậy sáng bà năm đi chợ khuyên nhờ mẹ chồng ra cửa hàng chăn ga gối đệm mua thêm một cái chăn bông nữa bà năm ngạc nhiên hỏi có chăn rồi mà còn mua làm gì con hơi lạnh về đêm một cái chăn thì hai vợ chồng đắp không đủ với lại con đang bầu bì chiếm diện tích lắm ạ à? còn cái chăn bông cũ trước kia của thằng phước nữa mà lấy ra mà đắp cái chân đó để lâu ố vàng ẩm mốc hết rồi mẹ ạ. Mai mang ra mà giặt. Hơi cái là lại vứt đi mua cái mới. Nhà nhiều tiền lắm không bằng ấy. Ẩm mốc rồi, đắp vào cũng không tốt. Với nữa là chuột cắn mấy chỗ rồi mẹ ạ. Mẹ cứ kêu người ta mang vào đây cho con. Con sẽ gửi tiền ạ. À. Bà Năm liếc khuyên cằn nhằn. Đàn bà phụ nữ mà không biết vun vén gia đình thế kia. Hơi tí lại sắm sửa. Có mà núi cũng lở tiếng bà năm không quá lớn cũng không quá nhỏ đủ để khuyên nghe thấy cô im lặng mặc mẹ chồng nói gì thì nói mặc dù bà biết tiền cô mua sắm đồ đạc là tiền của cô chứ không phải tiền chung của hai vợ chồng trước kia và bây giờ phước chưa từng đưa tiền lương của mình cho vợ bà năm cũng biết điều này không nói bà nghiễm nhiên để khuyên mua sắm đồ đạc cho nhà chồng mà không mảy may hỏi đến tiền nong nhưng mỗi khi cô mua sắm thứ gì cho bản thân thì bà lại nhiếc móc cô phung phí không biết tiết kiệm thu vén gia đình khuyên đưa thêm tiền cho mẹ chồng đi mua thêm thức ăn ngon bà năm lại lườm lườm nguyết nguyết cằn nhằn cô phung phí nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào mấy tờ tiền cô đưa nhậm đếm bà năm xỉa sói xong cũng đi sang hàng xóm chơi như mọi ngày chưa về bà thấy làm lạ vì lúc nãy hàng xóm có hỏi là nhà bà mua thêm nệm mới hay sao thấy người ta chở nệm tới vậy nên bà cố ý về sớm hơn hé mắt vào phòng vợ chồng phước quả thật phía dưới có trải một tấm nệm mới và xếp chăn màn đầy đủ bà năm bặm môi lại hằn học bà đang nghĩ chính khuyên là người không cho chồng mình ngủ cùng bắt con trai bà phải nằm ngủ dưới đất con trai bà là vàng là bạc chứ không phải là cục đất phèn giống khuyên đâu lấy được chồng đẹp không thì ế xưng ế xỉa ra rồi còn làm giá. Bà Năm càng nghĩ càng ấm ức không chịu được. Bà thầm nghĩ. Để chiều không ai ở nhà, ta cho nó một trận. Chứ gì đã lên mặt, mới bầu được đứa con, chưa làm cái gì trong nhà này mà đã sinh tật rồi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái nôi điện lại hiện lên trong đầu bà. Rồi cả hình ảnh con trai bà nằm co quắp dưới đất nằm ngủ trong lúc trời lạnh cam cam thế này bà điên lắm máu cứ dồn hừng hực lên não buổi chiều có tiếng lục đục ngoài phòng khách ông hòa đã dậy để chuẩn bị đi làm bà năm ngồi bật dậy chờ đợi tiếng xe máy ông hòa vừa đi ra khỏi ngõ bà năm đứng phát dậy mở cửa phòng rồi chạy phăng phăng đến phòng con dâu gõ cửa khuyên mới chợp mắt được một tí đang lơ mơ thì có tiếng đập cửa dầm dầm ngoài cửa phòng vợ thằng phước đâu mở cửa ra vì mới nhắm mắt được một lúc nên đầu óc còn lơ mơ. Khuyên trở mình chống tay chậm chạp nghiêng mình sang phải rồi dậy đi ra mở cửa phòng. Cửa phòng vừa hé mở, bà Năm đã hung hăng đẩy cửa xông vào. Thấy cái nệm vẫn còn đặt dưới sàn, bà ta quay ngoắt người lại nhìn khuyên, căm căm. Trời thì lạnh thấu xương mà cô bắt con trai tôi nằm dưới đất, còn cô thì chăn ấm nệm em thế này à? Cô có còn tình người không vậy hả? Dù sao, nó cũng là chồng cô là chồng cô chứ không phải kẻ ăn mày đầu đường xó chợ ngoài kia. Cô nên nhớ đây là nhà tôi, cô không có quyền hành gì ở đây nhớ chưa? mới mang thai được đứa con mà đã vinh vinh váo váo, tưởng mình là bà hoàng trong cái nhà này đấy. Muốn làm gì thì làm à? đừng có tưởng được bố chồng bênh thì làm vương làm tướng gì cũng được nhé. Bà năm chống hông, tay năm năm chỉ vào mặt con dâu cảnh cáo. Khuyên vội giải thích, mẹ là anh Phước muốn vậy. Anh ấy thà ngủ dưới đất chứ không chịu nằm trên giường cùng con. Bà Năm nghe xong thì im bặt, bà biết đã trách nhầm con dâu rồi, hóa ra là con trai mình không muốn ngủ cùng vợ nó. Bà nghĩ, dù biết mình đã hiểu lầm và lỡ lời với con dâu, nhưng bà Năm vẫn không chịu nhượng bộ nhận mình sai. Tất nhiên, bà ta chẳng đời nào xin lỗi con dâu một lời rồi. Nhưng dù sao, cô cũng không nên để nó ngủ dưới đất như vậy, lỡ nó cảm lạnh thì sao? Phòng chỉ có một cái giường Anh không chịu ngủ cùng con Vậy ngủ ở đâu được ạ à? Hay tối nay mẹ kêu anh ấy ngủ trên giường Còn con sẽ ngủ dưới đất Cô điên à Rồi bố chồng cô biết Lại biểu tôi hành hạ con dâu Thôi chuyện vợ chồng cô thì cô tự giải quyết đi Đừng có mà làm gì quá đáng đấy Mà cũng đừng nói chuyện này cho bố chồng cô biết Không là ông lại làm loạn cái nhà này lên cho mà coi Vâng Phước làm lành với Sương bằng chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất sương ngốu nguội mãi mới chịu nhận nhưng dường như vẫn chưa hài lòng với món quà tình nhân tặng cô nũng nịu em có chung vốn làm ăn với con bạn còn thiếu một ít anh cho em mượn nhé thiếu bao nhiêu năm chục triệu tưởng gì được rồi để mai anh lấy cho em thật không em cảm ơn anh nhé để thời gian nữa em thu hồi được vốn sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi của anh cũng là của em chứ mất đi đâu mà sợ 50 triệu chứ cả cái thân này của anh Nếu em muốn anh cũng sẵn sàng cho em luôn Anh mà cho em gì chứ Nhà cao cửa rộng chăn ấm nệm êm Vợ đẹp con sinh đủ cả Câu nói của Sương như đang mỉa mai phước Cô ta biết thừa nhan sắc của Khuyên như thế nào Dạo gần đây khi Khuyên về nhà chồng Thì người ta lại càng có dịp bàn tán về nhan sắc của cô Sương biết hết chỉ có điều cô đang muốn thử xem phản ứng của phước như thế nào khi nhắc đến vợ cô ta thích như vậy thích nghe phước nói xấu vợ mình mặc dù khuyên và cô ta chưa từng gặp mặt khuyên cũng chưa từng làm gì ảnh hưởng đến cô ta có chăng là khuyên đã vô tình lấy mất người cô ta yêu mà thà rằng khuyên là một người phụ nữ đẹp thì còn đỡ tức đây lại là một người đàn bà xấu thậm tệ xấu nhất làng từ xưa đến giờ em đừng nhắc đến vợ anh nữa Em cũng biết từ ngày nó về, anh đâu có ngủ cùng đâu. Thôi đi, cái miệng anh ấy, nói gì chả được, em chả tin. Không tin, tí về anh chụp hình gửi cho em xem. Mà thôi, không nhắc nữa, nghe đến cái tên thôi, anh đã muốn nôn ói rồi. Giờ chỉ nói về chuyện chúng mình thôi em nhé. Phước quấn lấy người yêu quay cuồng, Sương cũng quảng tay bám chặt lấy tấm lưng trần của Phước. Cả hai người quấn vào nhau cuồng nhiệt. Phước về nhà muộn, bà Năm đang còn thức xem tivi. Thấy Phước về, bà Năm nhắc nhở. Mày đi đâu mà giờ này mới về? Con đi với bạn. Mày đừng có giấu tao. Hôm qua tao nghe nói mày đi với con Sương phải không? Mày liệu hồn đấy. Dây dưa với ai không dây, đi dây với con bé đó. Bố mày mà biết được thì coi chừng đấy. Cái làng này tai mắt đầy ra đấy. Mày liệu thần hồn mày đi. Phước biết mình bị lộ rồi, nhưng anh cũng biết nếu mẹ có biết cũng chắc là không nói với bố đâu. Bà Năm lúc nào chả bênh anh chằm chặp. Phước biết thừa, nhưng dù sao thì bà Năm cũng không thích Sương nên tốt nhất đừng có lộ liễu quá là được. Khuyên vẫn còn thức, cô đang đọc mấy cuốn sách thai giáo. Thấy Phước đi về muộn, Khuyên chỉ buộc miệng hỏi. Anh về muộn vậy? Việc của tôi, cô hỏi làm gì? Phước gắt gọng xong thì nhìn thấy mấy cái thùng đựng toàn đồ sơ sinh được gấp gọn gàng nơi góc phòng. Phước hỏi vợ, còn cả tháng nữa mới sinh, mua gì mà sớm vậy? Vẽ chuyện. Khuyên hụt hẫng, mặt cúi xuống chán nản với câu nói thở ơ của Phước. Đã không đi cùng vợ sắm sửa cho con mà còn ăn nói vô tình như vậy. Cảm giác tội thân cứ trào ra khiến nước mắt cô muốn rơi. Nhưng Khuyên không muốn Phước nhìn thấy mình khóc bởi vì cô biết chắc chắn Phúc sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những giọt nước mắt của mình. Thậm chí còn thấy khó chịu mà nổi giận mắng mỏ cô. Nhưng mà cảm xúc trong lòng thì khó mà cưỡng lại. Cứ nhắc đến con mình mà khuyên thấy cứ tủi tủi, thay cả cho con. Khuyên đứng dậy giả vờ ra ngoài đi vệ sinh để không phải đối diện với chồng. Bà Năm đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Mà bà nhìn có đúng con bé xương đó không đấy? Ông nhà tôi mà biết chuyện là to tội Chả nhẽ nó mà tôi không nhận ra Con bé đó nghe nói cũng cặp kè với nhiều người lắm rồi Coi chừng thằng Phước nhà bà bị nó lừa đấy Bà Năm thở dài Thì tôi cũng biết thế Cái con bé đó chả tốt gì Nhà đã nghèo lại còn ăn chơi Bộ bịch hết đứa này đến đứa khác Tôi và bố nó có ưng nó đâu Nên mới phản đối thằng Phước lấy nó đấy Ai ngờ giờ nó lao vào Ai thì tôi không nói Đằng này con bé đó hư hỏng quá Nghĩ thì cũng thấy tội cho thằng Phước Lấy phải bà vợ xấu mất phần thiên hạ Bình thường đã xấu rồi Bây giờ có bầu lại càng xấu tệ xấu hại Đến tôi là phụ nữ Còn không nhìn nổi cơ mà Khuyên chết lặng Khi vô tình nghe được câu chuyện của mẹ chồng Chân cô như có một tảng đá giữ lại Không nhấc lên nổi Nước mắt mặn chát đang chảy dài xuống cả miệng trong cái nhà này chả ai coi cô ra gì Ba mẹ chồng còn cổ suý cho con trai ngoại tình Chỉ vì ngoại hình của con dâu xấu xí Mặc dù con dâu đang mang thai đứa cháu đích tôn của gia đình bà Bà không thương con dâu thì phải nghĩ cho cháu mình chứ Sao con người ta lại có thể lạnh lùng đến đáng sợ như vậy Khuyên lấy lại bình tĩnh rồi quay về phòng ngủ Phước đã ngủ từ bao giờ Điện thoại để trên bụng vẫn sáng Khuyên đứng lại chỗ chồng cầm chiếc điện thoại định tắt đi thì đập vào mắt cô là hình ảnh trần truồng của một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau tiếng rên rỉ của người phụ nữ khiến cô ớn lạnh sự tò mò của người phụ nữ đã khiến trái tim cô tan nát người đàn ông trong cái video kia chính là chồng cô gương mặt đó thân thể đó tiếng nói đó không lẫn vào đâu được khuyên buông tay chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà cộp khiến phước bật tỉnh dậy một tay khuyên ôm bụng, một tay tựa vào thành giường, ánh mắt căm hờn nhìn Phước. Phước thấy chiếc điện thoại của mình vương dưới đất, những tiếng rên la vẫn phát ra đều đều. Anh ta đã hiểu ngay ra vấn đề, liền với lấy cái điện thoại tắt luôn. Cô dám lục lọi điện thoại của tôi, ai cho phép cô dám làm thế à? Phước gầm gừ, giơ tay định tát khuyên, thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao đang hướng về phía anh ta, tự dưng Phước thấy sợ sợ. Huynh chưa bao giờ có thái độ như vậy đối với Phước. Đàn bà giận dữ, quả thật đáng sợ. Phước bỏ tay mình xuống, mặt quay đi. Từ nay tôi cấm cô đụng vào bất cứ thứ gì của tôi. Khuyên nhắm mắt lại, bao đau đớn tội hờn ghê tởm cứ từng đợt dâng lên rồi lại hạ xuống cho các dòng cảm xúc khác nhau trộm lên, cuộn lại rồi hùa nhau vỡ hòa ra. Khuyên thẳng tay tắt cho Phước một cái như trời giáng phước bị bất ngờ vội ôm mặt anh ta rít lên cô làm gì thế hả cô dám đánh tôi sao con điên này sự ức chế dồn nén bao lâu như vỡ ỏa trong khuyên phải tôi bị điên đấy tôi ghê tởm anh anh đừng nghĩ tôi không nói là tôi không biết gì tôi cũng là con người cũng có cảm xúc có lòng tự trọng của mình tôi biết anh chẳng coi tôi là vợ tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ viết đơn ly dị anh chỉ việc ký vào hoặc ngược lại chúng ta việc người nào người nấy làm không liên quan đến ai với bố mẹ hai bên cũng từ từ rồi nói chính tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ phước sững sờ khi nghe thấy hai từ ly dị thốt ra từ miệng khuyên trong lúc này anh ta không thể tin vào tai mình được phước cười khinh khỉnh cô có tỉnh táo không đấy ly dị cô dám ly dị với tôi sao Tôi rất tỉnh táo và hoàn toàn sáng suốt khi đưa ra quyết định này. Tôi muốn từ giây phút này không có bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa. Hẹn anh ở tòa. Nói xong, Khuyên chạy đến xếp quần áo vào vali. Ông Hòa và bà Năm nghe tiếng cãi cọ thì vội chạy vào xem. Chỉ thấy Phước mặt đỏ phừng phừng đang đứng ở giữa phòng. Còn Khuyên thì đang nước mắt ngắn nước mắt dài xếp đồ vào vali bà Năm nhìn qua đã biết hai vợ chồng cãi nhau và khuyên đang định bỏ về nhà ngoại. Bà giết lên. Có chuyện gì thì vợ chồng từ từ bảo nhau. Ai lại đêm hôm làm âm lên như thế? Mà ai đời cãi nhau với chồng mấy câu đã đòi về nhà mẹ đẻ thế hả? Khuyên nghe mẹ chồng nói vậy thì đứng phắt dậy. Cô biết đến nước này thì chẳng cần phải kiêng nể gì nữa rồi. Khuyên hét lên. Bà muốn tìm người nào cam chịu được con trai bà thì tìm. Đừng tưởng tôi không biết bà lén lén lút lút giấu giếm cho anh ta ngoại tình sau lưng tôi chê tôi xấu chê tôi gớm ghiếc tôi biết hết nhưng tôi nhẫn nhịn đến hôm nay thì tôi không nhịn nữa tôi và anh ta sẽ ly dị mày nói gì mày dám ly dị nó hả nó ngoại tình bao giờ đừng có mà đổ điêu cho con trai tôi khuyên thấy mẹ chồng vẫn cứng miệng thì chạy đến giật lấy điện thoại trong tay chồng rồi đưa cho bà năm đây các người tự xem đi Ông Hòa từ nãy đến giờ vẫn im lặng Giờ bỗng lên tiếng Đôi mắt ông như có lửa Mở ra Tao nói mày mở ra Phước nghe bố nói vậy Thì sợ hãi Mồ hôi lạnh toát ra Thế nhưng anh ta không dám cãi lời Tay run run mở điện thoại Video hồi nãy chưa thoát ra lại tiếp tục Ông Hòa nghiêm túc xem Xem đến đâu mặt ông đen lại đến đó Còn bà Năm thì tay chân mềm nhũn Phước ấp ốm định nói gì đó thì bị ông Hòa đấm cho một cái vào giữa mặt. Ông giết lên. thẳng mất dậy. Mày không phải là con tao. Mày cút ra khỏi nhà tao mau lên. Cái loại đàn ông, vợ đang chửa đẻ không yêu thương nó thì thôi. Lại còn làm ra cái loại chuyện táng tận như mày. Bà Năm vội lôi chồng ra. Tôi xin ông, ông tha cho nó. Còn nó dại thì mình từ từ bảo ban. Bà còn dám xin cho nó à? Tội của bà tôi chưa nói đâu. Cứ chờ đó. Khuyên nhìn gia đình ba người bọn họ nhốn nháo một lúc rồi xách vali bước nhanh ra cổng. Cô bấm số gọi taxi. Bà Nguyên thấy con về giữa đêm hôm khuya khoắt thì lấy làm lạ lắm. Khuyên ôm mẹ khóc nức nở. Cô kể hết cho bà mọi chuyện. Bà Nguyên thương con đứt ruột, bà vỗ về con rồi nói Nín đi con, thôi về đây với mẹ, mẹ nuôi cả hai mẹ con Loại đàn ông ấy sớm muộn cũng gặp quả báo Ông Hòa cũng gọi điện cho khuyên mấy lần nhưng cô kiên quyết ly hôn thì ông cũng không nói gì nữa. Ông biết chuyện này chẳng ai có thể chấp nhận được. Nó sẽ ám ảnh cả đời khuyên. Khuyên và Phước gặp nhau ở tòa dưới sức ép của ông Hòa nên Phước phải đồng ý thuận tình ly hôn. Sau này không tranh giành quyền nuôi con với khuyên. Cả hai không có tài sản chung gì nên thủ tục diễn ra nhanh chóng. Bước ra khỏi tòa Phước nhìn khuyên cười khinh khỉnh. Rồi cô xem không có thằng này thì có ai thèm lấy cái mặt cô không có phước mà không biết hưởng khuyên không nói gì cô lặng lẽ lấy xe đi về chỉ một tuần sau khi họ ly dị phước có quyết định cho thôi việc anh ta bàng hoàng không tin vào mắt mình lúc này phước mới nhận ra không có khuyên thì mình chỉ là một thằng thất nghiệp phước thất thiệu đi về bấm số gọi cho sương mình gặp nhau được không này anh buồn quá giọng sương nũng nịu anh đã mua đồng hồ mới cho em chưa? còn lắc tay nữa, anh hứa mấy hôm rồi. này thất nghiệp rồi, chắc phải một thời gian nữa mới có tiền mua quà cho em được. mình gặp nhau em nhé. cái gì thất nghiệp á? À? con vợ nó mới bỏ có một tuần mà anh đã thảm hại vậy sao? em nói vậy là sao? tôi nói vậy là vì tôi thấy anh thất bại, chỉ có thể bám đít một con đàn bà xấu xí. thôi nhé, đừng gặp tôi nữa. xương cúp máy. Phước ngơ ngác. Đến lúc này, anh ta mới biết nếu không có tiền thì chẳng có ai thèm ở cạnh anh ta. Người đàn bà bên anh ta khi anh ta chẳng có gì và cho anh ta mọi thứ chỉ có khuyên. Phước rít lên khi nghĩ đến xương. Còn khốn! Phước về nhà, anh ta trốn tịt trong phòng không nói năng gì với ai. Bà Năm tiếc đứt ruột, bà tiếc ra sản nhà khuyên. Tất cả đã gần như trong tầm với, vậy mà giờ mất cả trì lẫn trài con trai thì mang tiếng bị vợ bỏ, bị cả làng cười vào mặt. Chồng thì mặt mày hầm hầm cả ngày, không nói với bà một câu nào. Dẫu sao ông cũng là cán bộ xã mà con trai lại làm ra cái chuyện như thế thì ông cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Bà Năm tức tối nhưng cũng chả biết xả vào đâu. Đã thế thằng Phước còn như thế này nữa thì bà chỉ có nước nuôi báo cô nó trong nhà. Ồ cũng là vì cái tính tham lam của bà đã lây sang nó nên mới đến cơ sự này. Bà Năm thở dài nhìn cái nhà im ắng như cái nhà hoang mà lấy làm buồn phiền. Trong bệnh viện, khuyên vừa sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Bà Nguyên tất bật chăm cháu trên môi không ngừng nở nụ cười. Khuyên bà mẹ cho xem con một chút. Thấy con đang ngủ ngoan trên nôi, cô nhìn con khẽ nói. Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không thể giữ được cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng mẹ hứa sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho con. Mẹ nghĩ đây là giải pháp tốt nhất cho gia đình chúng ta. Hy vọng con sẽ hiểu cho mẹ. Khuyên lau vội giọt nước mắt vừa rơi rồi cười nhẹ. Bà Nguyên vỗ vỗ vai con động viên. Tháng ngày sau này có lẽ sẽ khó khăn. Nhưng chỉ cần có con trai và mẹ bên cạnh, Khuyên sẽ vượt qua được tất cả. Hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc nhà là nơi bão rừng sau cánh cửa. Hãy cho bản thân một cơ hội và cho những người xung quanh được yêu thương mình. Hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần luôn hướng về những điều tốt đẹp thì cuộc sống này sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.